chương 1820, tiên cổ lăng viên thượng. Tiên cổ cường giả mộ táng chi địa vậy mà ở cái địa phương này, để cho Lâm Phong giật mình hết sức. Đây là một cái bị thời gian trường hà chỗ mai táng thời đại. Tiên cổ thời đại huy hoàng, tiên cổ thời đại cường đại, tiên cổ thời đại bí mật, tiên cổ thời đại hết thảy Cũng sớm đã đã trở thành xem qua vân yên, không thể nào dò xét, duy chỉ có từ một ít ngẫu nhiên phát hiện tàn phá trong đạo kinh, có thể tìm kiếm đến về từng là một ít dấu vết để lại. Hiện giờ, Nơi này mai táng tiên cổ thời đại thần ma huyệt mộ, thái quá mức kinh người, làm cho người ta rung động. Người có từng đi mộ táng chi địa xem qua, Lâm Phong hỏi, Võ Mộc Thanh nói, lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo, cái địa phương kia không thể đi. Quá nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối thời điểm, tuyệt đối không thể tiến nhập mộ táng bảy bên trong. Vì sao, Lâm Phong nghi hoặc mộ táng bảy mai táng người chết địa phương, hẳn là còn có thể xuất hiện nguy hiểm gì hay sao? Ta không rõ ràng lắm, chỉ biết sư phó là như thế này khuyên bảo ta đấy. Nếu ngươi là thực rất muốn biết một chút mộ táng bầy, tối đa ở ngoại vi khu vực nhìn một cái. Không thể tới gần, Phó Mộc Thanh nói, Lâm Phong gật gật đầu. Phó Mộc Thanh liếc qua Lâm Phong, nói, có hứng thú hay không ra ngoài cùng ta tỉ thí một phen. So cái gì, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Võ Mộc Thanh. Phó Mộc Thanh hừ lạnh nói, so cái gì mặc ngươi tuyển, Cô nàng này như hiển nhiên bởi vì lúc trước tốc độ không kịp chính mình mà canh cánh trong lòng. Lâm Phong thản nhiên nói, không có hứng thú, ta ta muốn nghỉ ngơi. Bất quá ngươi nếu là có thể cho ta làm một cái toàn thân massage xa, hoặc là để ta làm cho ngươi một cái toàn thân massage xa, ta có thể cân nhắc so với ngươi thử một phen. Như vậy nói qua, con mắt còn hướng phía võ mộc thanh nóng bỏng trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Đồ vô sỉ, võ mộc thanh hung dữ nhìn về phía lâm phong, một trường bổ tới. Lâm Phong thì là rất nhanh sau này nhảy một bước, lui về phía sau 3 mét, tránh thoát võ Mộc Thanh một kích này. Hảo Nam không cùng nữ đấu, ngàn vạn không muốn hư mất quy củ của ta. Lâm Phong nói, bại hoài, không biết xấu hổ, võ Mộc Thanh đối với Lâm Phong lão vương bán dưa lại bán khoe khoang hành vi rất khinh thường, hung giữ chừng Lâm Phong hai mắt, hướng phía xa xa lao đi. Cô nàng này nhi cũng không biết đi làm cái gì, Lâm Phong cũng lười để ý tới nàng, bóng đêm, dần dần thâm trầm hạ xuống. Trang sáng thăng không, đầy sao tô điểm, thú giống thanh âm từ trong núi rừng truyền ra, rất cường đại hung thú cũng bắt đầu lần lượt qua lại. Chỗ sâu trong bên trong dãy núi, quỷ khí dày đặc, mặc dù cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia mảnh mộ táng bảy bên trong phát ra khủng bố khí tức. Tiên cổ, một cái ai cũng không thể không đề cập đại thời đại. ít nhiều kinh diễm muôn đời cường giả liền xuất hiện ở tiên cổ thời đại. Hơn nữa, tiên cổ thời đại thậm chí xuất hiện qua hai vị thiên sư thiên sư nhất mạch tổng cộng xuất hiện qua 36 vị thiên sư. Cuối cùng một vị thiên sư là xuất từ ở Thái Cổ thời đại. Thứ 34 thay thiên sư cùng thứ 35 thay thiên sư thì là tiên cổ thời đại nhân vật. Nhưng Lâm Phong cũng giới hạn hiểu rõ nhiều như vậy. Về hai vị thiên sư tại tiên cổ thời đại chỗ kinh lịch hết thảy, cũng cũng sớm đã đã trở thành đi qua. Lâm Phong hướng phía chỗ sâu trong bước đi, hắn muốn xa xa đi xem một cái tiên cổ thời đại cường giả mộ táng bầy. Rốt cục, hắn đi tới cái địa phương kia, khói đen cuồn cuộn, quỷ khí lượn lờ. đó là một mảnh rậm rạp rừng cây. tại trong rừng cây có thể thấy được từng tòa phần mộ. là người phương nào xây dựng những cái này của mộ bầy? lâm phong nghi hoặc trong nội tâm mặc dù vạn phần khó hiểu, nhưng lâm phong cũng biết không ai có thể vì hắn giải thích những cái này. Vô lượng đạo sĩ nếu là đi tới đây những cái này yên lặng ở chỗ này của mộ còn có thể hoàn chỉnh bảo tồn được sao? lâm phong lẩm bẩm hắn đoán chừng nếu thật là bị vô lượng đạo sĩ biết như vậy một tòa mộ táng bày, tên kia dù cho sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đem mộ táng bày cho móc khai mở A. Từ khai thiên lập địa tới nay, đã trải qua vô số thời đại, tiên cổ thời đại, tuyệt đối được xưng tụng là nhất ông ánh trói mắt ngạch thời đại một trong. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn nghĩ tới một quyển đạo kinh phía trên về tiên cổ thời đại giới thiệu. Tiên cổ thời đại tồn tại cùng tiên có quan hệ, nghe nói tiên thiên sinh linh đại chiến về sau tiên thiên sinh linh nhao nhao vẫn lạc thẳng đến tiên cổ thời đại có cường giả phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích từ đế cảnh đột phá đến càng cao cảnh giới cảnh giới này được gọi là tiên cảnh tiên cổ thời đại chính là bởi vì tiên mà mệnh danh cũng là thời đại này cường giả phỏng đoán những tiên thiên đó sinh linh như bàn cổ nữ oa tam hoàng ngũ đế cộng công khoa phụ vân vân đợi một tí tiên thiên sinh linh cũng là tiên cảnh giới mà trước đó đời sau người đối với tiên thiên sinh linh lý giải là cực kỳ có hạn, cũng không rõ ràng lắm cảnh giới của bọn hắn phân chia, có lẽ những tiên thiên đó sinh linh, bản thân lại không có phân chia cảnh giới. Thẳng đến tiên cổ thời đại, phân chia suốt tiên cảnh về sau. Tiên thiên sinh linh bị đưa về này một loại cường giả về sau. Đời sau nhân tài đối với tiên thiên sinh linh, có nhất định lý giải. Tiên cổ thời đại như vậy óng ánh trói mắt đại thời đại. Tại trăm triệu năm, cũng đã trải qua xưa nay chưa từng có hắc ám đại chiến, cuối cùng che diệt, liên lạc ấn cũng bị gạt bỏ, vô số cường giả vẫn lạc, hoặc là còn bao gồm những cái kia tiên. Về thời đại kia hết thảy trọng yếu tư liệu, cũng đều bị hủy diệt, tựa hồ có người nào đó, tại tận lực che lấp từng là chân tướng. Mà hiện giờ Lâm Phong nhìn qua kia từng tòa phần mộ, hơi hơi xuất thần. Cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt, quay người đang muốn rời đi, bỗng nhiên, một giọng nói vang vọng tại trong đầu của hắn. Vĩ đại chúng thần chi chủ A, mặc dù vô tận tuế nguyệt đi qua, chúng ta vẫn trung thành với ngài lúc đó đạo thanh âm vang vọng tại lâm phong trong óc thời điểm thân thể của hắn có chút dừng lại trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn cước bộ của hắn cũng ngừng lại vậy vượt qua muôn đời tuế nguyệt đánh một trận a không có phai mở chúng ta chiến ý dung túng đã chết nhưng ý chí của chúng ta bất diệt chúng ta tại chờ đợi chúng thần chi chủ thức tỉnh a dẫn dắt chúng ta lại lần nữa giết lên cửu trọng thiên mặc dù chúng ta chỉ còn lại có tàn thân thể nhưng là muốn dùng này tàn thân thể, thủ vệ thế gian này cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Oanh, lúc đó từng đạo thanh âm vang vọng tại Lâm Phong trong óc thời điểm. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình phảng phất đều tiến nhập một loại cực độ hỗn loạn trong trạng thái. Ánh mắt của hắn trở nên mê mang lên, phảng phất có một loại đặc thù lực lượng, tại kêu gọi hắn, nguyên bản ý định rời đi Lâm Phong, vậy mà quay người, từng bước một hướng phía mộ táng bảy đi đến. Chúng ta, nguyện ý lại đi theo chúng thần chi chủ, tiến hành cuối cùng liều chết đánh một trận. Nếu là núi sông phá toái, muốn ta này tàn thân thể làm gì dùng. Càng ngày càng nhiều thanh âm dũng mãnh vào lâm phong trong óc. Ý thức của hắn hoàn toàn trống rỗng, không biết mình đang làm những gì, tại đi về hướng nơi nào. Cuối cùng, lâm phong tiến nhập mộ táng bầy bên trong, đây là một mảnh cây phong lâm, huyết hồng sắc phong diệp, phảng phất nhiễm lên tiên cổ thời đại thần ma máu tươi. Tản ra yêu dị đỏ như máu sắc màu sắc, con mắt của Lâm Phong trở nên dần dần thanh minh. Hắn giật mình nhìn về phía xung quanh kia từng tòa phần mộ, vạn phần nghi hoặc. Ta tại sao lại xuất hiện ở tiên cổ thời đại mộ táng bảy bên trong? Lâm Phong tự nói, nhìn nhìn kia rậm rạp chẳng chịt phần mộ, trong lòng của hắn đã tuôn ra một loại không hiểu bi thương cảm giác. chương 1821, tiên cổ lăng viên hạ. Tiên cổ lăng viên bên trong, từng tòa cổ mộ toàn mát ra băng lãnh mà khí thức kinh khủng, làm cho người ta có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hiện giờ mặc danh kỳ diệu tiến nhập tiên cổ lăng viên bên trong, để cho Lâm Phong trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất an. Hắn quay người muốn rời đi, lại ngạc nhiên thất sắc phát hiện, khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đen cùng quỷ khí, che lại đường đi ra ngoài. Ta bị nhốt tại tiên cổ lăng viên bên trong, Lâm Phong nhíu mày, hắn tế ra hạt bồ đề, nắm trong tay. Kiện bảo bối này, tản mát ra mờ mịt hào quang, đem thân thể của hắn bao bao ở trong đó. Lâm Phong đứng ở chỗ cố trầm tư, Hắn chung quy cảm giác mặc danh kỳ diệu tiến nhập tiên cổ lăng viên bên trong, nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị tình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một tòa cổ mộ mộ bia. Thương thiên kiếm thần lý mục thương chi mộ. Ngay sau đó Lâm Phong vừa nhìn về phía trên bia mộ mặt về vị thương thiên kiếm này thần một ít giới thiệu văn tắt. Phía trên giới thiệu nói, thương thiên kiếm thần, 6 tuổi học kiếm, 16 tuổi kiếm đạo đại thành, 21 tuổi trở thành kiếm thần, 31 tuổi kích bại thiên loại kém một kiếm ma 46 tuổi bắt đầu tiến hành vực ngoại đi, 60 tuổi tiến nhập đất chết bên trong. Đất chết, lúc Lâm Phong thấy được đất chết liền cái chữ thời điểm chấn động. Lúc trước vực ngoại đi nhìn thấy đại đế quân Mạc Tiếu thi thể. Cũng hiểu được quân Mạc Tiếu cùng nữ cự thần thanh tuyển đi qua. Đồng thời cũng lần đầu tiên biết đất chết. Đất chết liên tiếp lấy thiên giới cũng có người xưng là tiên giới, hỗn độn huyền hoàng giới, minh giới, dị vực thế giới. Đây là một chỗ hỗn loạn chi địa, cũng là một chỗ di khí chi địa lại càng là một chỗ cổ xưa chiến trường năm đó đại đế quân mạc tiếu chính là tại đất chết bên trong bị dị vực thế giới mấy vị chúa tể liên thủ đánh chết từ đó có thể biết đất chết là đáng sợ cỡ nào một chỗ vị thương thiên kiếm này thần liền vào vào đất chết về sau tại đất chết bên trong chờ đợi trọn vẹn ba thời gian ngàn năm đất chết ba ngàn tái kiếm uống dị vực huyết thương khung phá thiên kiếm nhật nguyệt luân hồi chém thương thiên kiếm thần xuất bát phương phong vân động đốt ta bất diệt hồn tái chiến cửu trọng thiên, mộ bia đằng sau cuối cùng viết xuống như vậy một bài thơ từ. Vị thương thiên kiếm này thần, tại đất chết ba ngàn tái, trong tay thương khung phá thiên kiếm, không biết chém giết ít nhiều dị vực sinh linh. Tại đất chết, thương thiên kiếm thần, sông hạ xuống uy danh hiển hách. Tiên cổ thời đại thần ma, có hay không đều có đại đế thực lực. Lâm Phong thì thào lên tiếng, tiên cổ thời đại cái này óng ánh trói mắt đại thời đại, cường giả như mây. Kỳ thực trên rất nhiều người, danh từ hoặc là danh xưng bên trong không có đế chữ nhưng không có nghĩa là bọn họ không có đế cảnh thực lực không nói tiên cổ thời đại đã nói thái cổ thời đại thái cổ lôi thần một chiêu tiết thua ở thái cổ long tượng trong tay thái cổ long tượng thế nhưng là vô hạn tiếp cận tại tiên tồn tại cho nên từ đó có thể biết thái cổ lôi thần kỳ thật cũng không phải thần cảnh mà là đế cảnh hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao đế cảnh cường giả vì cái thái cổ lôi thần gì không có sửa tên gọi là thái cổ lôi đế có lẽ là bởi vì Thái cổ Lôi Thần thích nguyên lai like cái tên này, cũng hoặc là dùng đã quen nguyên lai like cái tên này. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác, nhưng cái này không vì người biết. Lâm Phong hướng phía tòa thứ hai cổ mộ đi đến. Vân Hà tiên tử, Cửu Tiêu Bích Vân tông tuyệt đại thánh nữ, chính là thất thải thánh tiên thể người sở hữu. Lâm Phong bắt đầu nhìn về phía tòa thứ hai cổ mộ cường giả giới thiệu. Vị Vân Hà này tiên tử cũng là một vị kinh diễm muôn đời nhân vật, một thân tu vị, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Chiến ma tổ Đấu yêu đế, đại chiến dị vực chúa tể. Tại tiên cổ kia cái ông ánh trói mắt đại thời đại bên trong, vân hà tiên tử để lại thuộc về chính nàng huy hoàng. Lâm Phong nhìn rất nhiều cổ mộ phía trên mộ bia giới thiệu. Mỗi một tòa trong cổ mộ đều mai táng tiên cổ thời đại một vị cường giả, thần, ma, yêu, Phật, nhân tộc cường giả vân. Vân, đợi một tí, từng cái chủng tộc cường giả đều có. Đây là, bỗng nhiên, con mắt của Lâm Phong đột nhiên trừng thẳng tràn đầy không dám tin nhìn nhìn phía trước chỗ này trên bia mộ mặt viết lưu niệm. Dị vực thế giới vô pháp thiên chúa tể chi mộ, Lâm Phong nhẹ nhàng lẩm bẩm trên bia mộ mặt một chuyến này chứ. Nội tâm của hắn lại giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Dị vực thế giới chủ làm thịt thi thể, làm sao có thể mai táng ở chỗ này? Dị vực thế giới là dị thời không thế giới, cùng thiên giới chỗ chủ đạo trí cao tam giới, ba ngàn đại thế giới, căn bản cũng không tại một cái thời không bên trong, từ Lâm Phong hiểu rõ đến một ít bí mật bên trong, hắn biết được, dị vực thế giới đã từng xâm lược qua bọn họ cái này thời không thế giới. Thiên giới, hỗn độn huyền hoàng giới, minh giới này tam giới, còn có cửu châu, thần giới, Phật giới, yêu giới vân. Vân, đợi một tí ba ngàn đại thế giới đều tham dự đến nơi này đánh một trận bên trong. Mà đại chiến địa phương, chính là hiện giờ đất chết, kia một hồi thảm thiết đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Cuối cùng hình thành hiện giờ uy danh hiển hách đất chết có thể không chút khách khí mà nói lấy thiên giới chủ đạo trí cao tam giới cùng với ba ngàn đại thế giới cùng dị vực thế giới là không chết không thôi quan hệ lâm phong một lần hoài nghi tiên cổ thời đại thái cổ thời đại chấm dứt cùng dị vực thế giới sinh linh có mật không thể phân liên hệ nói không chừng chính là dị vực sinh linh chỗ chủ đạo đại chiến đưa đến hai cái này óng ánh thời đại chấm dứt hơn nữa những cái kia dị vực sinh linh vẫn muốn xâm lược trí cao tam giới cùng ba ngàn đại thế giới đem này khoảng cách không hóa thành bọn họ dị vực thế giới phụ thuộc thời không sau đó dị vực thế giới liền có thể nô dịch chỗ này thời không tất cả sinh linh tại lần lượt đại chiến bên trong hai bên cừu hận càng để lâu càng sâu sâu như vậy thù đại hận vì sao chỗ này tiên cổ lăng viên bên trong còn mai táng dị vực thế giới chủ làm thịt thi thể điều này làm cho lâm phong vạn phần khó hiểu chỗ này tiên cổ lăng viên nếu là trí cao tam giới hoặc là ba ngàn đại thế giới cường giả xây dựng tạo không nên đem dị vực thế giới chúa tể cùng tiên cổ thời đại chết đi những cái kia cường giả thi thể mai táng cùng một chỗ mới đúng A. À? Suốt cuộc, hai bên thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Hẳn là chỗ này tiên cổ lăng viên không phải là trí cao tam giới hoặc là ba ngàn đại thế giới cường giả xây dựng tạo. Điều này cũng không đúng A. À? Nếu không phải trí cao tam giới hoặc là ba ngàn đại thế giới cường giả xây dựng tạo, như vậy chính là dị vực thế giới sinh linh kiến tạo. Nhưng đây càng thêm không thể nào. Bởi vì, những cái kia dị vực thế giới sinh linh đều là cao cao tại thượng tồn tại. Căn bản xem thường trí cao tam giới, ba ngàn đại thế giới tu sĩ. Bọn họ là muốn nô dịch trí cao tam giới cùng ba ngàn đại thế giới tu sĩ. Tại dị vực thế giới sinh linh xem ra, trí cao tam giới, ba ngàn đại thế giới tu sĩ tại trong con mắt của bọn họ, căn bản chính là nô lệ. Đề tiện huyết mạch, cho nên những cái này dị vực thế giới sinh linh tuyệt đối sẽ không buông xuống cấp ba giới, ba ngàn đại thế giới tu sĩ thi thể cùng dị vực chúa tể thi thể mai táng cùng một chỗ. Tại những cái kia dị vực thế giới sinh linh xem ra, đây là một loại sỉ nhục. Chí cao tam giới, ba ngàn đại thế giới tu sĩ thi thể cũng không có tư cách cùng bọn họ dị vực thế giới chủ làm thịt thi thể mai táng cùng một chỗ. mươi 1822, yêu dị, chỗ này tiên cổ lăng viên tràn ngập quá nhiều quỷ dị địa phương, để cho lâm phong trong nội tâm vạn phần khó hiểu, nhưng hiện giờ này cất giấu trong đó rất nhiều bí mật, tựa hồ cũng không phải là Lâm Phong có thể đi tìm kiếm rõ ràng. Này tiên cổ thời đại chỗ chuyện đã xảy ra, xem ra so với ta trong tương tượng còn muốn phức tạp nhiều. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn liên tiếp nhìn không ít cổ mộ, những cái này cổ mộ, mai táng cường giả đều rất là bất phàm. Tại tiên cổ thời đại, đều đã từng để lại chính mình huy hoàng. Nhưng hiện giờ, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, ầm ầm, bỗng nhiên, một tòa cổ mộ kịch liệt đung đưa, Lâm Phong giật mình, đi về hướng cổ mộ ầm 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 cổ mộ lay động càng ngày càng kịch liệt điều này làm cho lâm phong dị thường giật mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cổ mộ làm sao có thể đung đưa thật sự là quái dị đến cực điểm răng rắc răng rác không có bao lâu xuất hiện càng thêm tà dị sự tình cổ mộ chợt bắt đầu dạn nứt lành lạnh quỷ khí từ trong cổ mộ tuôn ra thấy như vậy một màn lâm phong không khỏi ra đầu run lên như vậy một tòa khổng lồ cổ mộ bầy mai táng hay là tiên cổ thời đại cường giả hiện giờ Cổ mộ dạn nứt, hẳn là có cái gì khủng bố đồ vật muốn từ trong cổ mộ leo ra hay sao? Tiên cổ thời đại cường giả thi thể sao? Vẫn lạc, biến thành tà thi, quỷ thi, cương thi hoặc là thi mị. Lâm Phong rất nhanh lui về phía sau, đứng ở đằng xa quan sát. Răng rắc răng rắc, cổ mộ vẫn đang không ngừng dạn nứt, hơn nữa vết nứt càng lúc càng lớn. Giống, trầm thấp tiếng gầm từ trong cổ mộ truyền ra, này đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ, đem Lâm Phong sợ hãi kêu lên một cái. Trong cổ mộ, vậy mà thật sự có cái gì đáng sợ sinh linh. Đây tuyệt đối là một tôn tà linh, bất luận khi còn sống cỡ nào cường đại, cũng mặc kệ khi còn sống là cỡ nào người thiện lương. Dung túng là Phật Đà, Thánh Nhân, đại nho nhân vật như vậy. Một thân chính khí ra thân, thế nhưng là, một khi chết đi, nếu thật là lại lần nữa thức tỉnh một đạo lời của thần thức. Như vậy, cái vị này thì thể biến thành mà thành nhất định là âm tà quỷ vật. Bỗng nhiên, dạn nước trong phần mộ, vươn ra một đôi máu chảy đầm đìa đại thủ máu tươi tản mát ra yêu dị huyết sắc sáng bóng ta muốn sông xuất cầm tù lung trong cổ mộ phát ra lành lạnh tiếng kêu loại kia thanh âm giống như lệ quỷ thanh âm đồng dạng thê lương khàn giọng sau khi nghe làm cho người ta có một loại sởn tóc gáy cảm giác dầm 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 trong cổ mộ tà thi bắt đầu một lần lại một lần oanh kích lấy dạn nứt cổ mộ tựa hồ muốn đem cổ mộ cho nứt vỡ nơi đây không nên ở lâu lâm phong trên mặt lộ ra sởn tóc gáy biểu tình hắn lựa chọn một cái phương hướng sau đó rất nhanh lao đi ầm 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 vừa lúc đó chuyện đáng sợ xuất hiện từng tòa phần mộ cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa răng rắc răng rắc đón lấy từng tòa phần mộ bắt đầu dạn nứt giống trời rung đất chuyển tiếng gầm từ trong cổ mộ truyền tới lâm phong khắp cả người phát lạnh hắn hướng phía cách đó không xa một tòa cổ mộ nhìn lại từ dạn nứt trong cổ mộ thấy được một tôn ma thần đó là một tôn ba đầu sáu tay ma thần thế nhưng trái tim của hắn bị người đào đi. Đưa ta trái tim, đưa ta trái tim, đưa ta trái tim, kia tôn ma thần phát ra từng trận tiếng gầm, khói đen tuôn ra, bao phủ hướng Lâm Phong, tựa hồ muốn đưa hắn kéo vào dạn nước trong cổ mộ. Lâm Phong nhanh chóng một trường đập đi, đánh tan bao phủ toàn thân hắn khói đen. Sau đó rất nhanh lui về phía sau, năm tháng dài rằng giặc, không phụ chiêu hoa, thời điểm này Lâm Phong nghe được sau lưng truyền tới một đạo êm tai thanh âm điều này làm cho hắn sinh ra sởn tóc gáy cảm giác. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, thấy được một cô gái, đứng ở một tòa cổ mộ trước, đưa lưng về phía mình. Hơn nữa cự ly chính mình chỉ có không được 2 mét cự ly. Nàng một thân tuyết bạch sắc váy dài, đem dáng người tôn lên vô cùng động lòng người. Từ bóng lưng nhìn, hẳn là một người tuyệt đại tiên tử. Ngày nay cô gái kia ung um dung quay người, Lâm Phong nào dám nhìn cô gái kia lớn lên hình dáng ra sao tử, hắn rất nhanh hướng phía xa xa phóng đi. Ầm ầm, cổ mộ bầy đều tại kịch liệt đung đưa, đại mộ không ngừng dạn nứt, một tôn tôn chết đi cường giả biến thành tà thi muốn từ trong cổ mộ lao tới. Một ít tà thi thậm chí hiện ra rõ ràng thân ảnh, đứng ở phần mộ phía trên, mắt lạnh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong không thể đủ từ tiên cổ lăng viên bên trong chạy đi. Bởi vì hắn tại tiên cổ lăng viên bên trong đã bị mất phương hướng phương hướng. Cái này sợ là phiền toái. Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi, thân sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên chỗ này tiên cổ lăng viên thật sự là thái quá mức quỷ dị hiện giờ muốn từ tiên cổ lăng viên bên trong ra ngoài tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình điều này làm cho tâm tình của lâm phong trở nên trầm trọng rất nhiều bỗng nhiên âm lãnh khí thức tràn ngập mà đến bao phủ hướng hắn xung quanh hắc ám không ngừng vọt tới hướng phía lâm phong cuốn mà đi tựa hồ có cái gì đáng sợ sinh linh xuất hiện hắc ám đang tại thôn phệ đại địa ở giữa thiên địa nguồn sáng bị trong chớp mắt thôn phệ hắc ám muốn đem lâm phong cũng cho thôn phệ rầm rầm tại trong bóng tối vậy mà truyền tới xiềng xích va chạm thanh âm trong bóng tối nhất định đã ẩn tàng cái gì khủng bố đồ vật hiện giờ trong bóng tối kia tôn khủng bố đồ vật rất nhanh đánh về phía lâm phong lâm phong vẻ sợ hãi hắn rất nhanh hướng phía phương ngược lại bỏ chạy cuối cùng hắn đi tới một tòa to lớn phần mộ trước cái ngôi mộ này mộ so với bất kỳ một tòa phần mộ đều lớn hơn rất nhiều nhưng cùng cái khác phần mộ bất đồng chính là, cái ngôi mộ này mộ trên bia mộ mặt trống không, cái gì cũng không có ghi. Đây là một khối vô tự mộ bia, lúc này Lâm Phong mới phát hiện, xung quanh cổ mộ là lấy chỗ này to lớn cổ mộ làm trung tâm kiến tạo. Chỗ này cổ mộ, tựa hồ chính là tiên cổ lăng viên hạch tâm. Kéo kẹt, kéo kẹt, hắc ám rất nhanh vào tới, tại vô tận trong bóng tối, ngoại trừ xiềng xích va chạm thanh âm bên ngoài, lại vẫn truyền tới tốn hơi thừa lời thanh âm, chém, lâm phong quát lạnh, thì triển ra ma đế cửu trảm thẳng hướng trong bóng tối. Nhưng công kích của hắn giống như bùn nhập biển rộng đồng dạng, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, Lâm Phong thì triển ra hơn 10 loại đủ loại cường đại thần thông. Thế nhưng là, bất luận cái gì dạng thần thông, căn bản vô pháp sản sinh bất cứ động tĩnh gì. Hắc ám có thể thôn vệ hết thảy công kích, Hắc ám tiếp tục hướng phía Lâm Phong dùng để, mắt thấy muốn đưa hắn thôn vệ, Lâm Phong sắc mặt 10 phần trắng xám, bởi vì hắn khó có thể chống lại hắc ám. Hừ, vừa lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang vọng tại tiên cổ lăng viên bên trong. Mắt thấy muốn đem lâm phong thôn vệ hắc ám, rất nhanh lui về phía sau, càng ngày càng xa, cho đến tiêu thất. Tiên cổ lăng viên trong cổ mộ vô số tà thi cũng đều an tĩnh hạ xuống. Nguyên bản dạn nứt cổ mộ, bị trận văn chủ động chữa trị hảo. Ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây chiếu xuống, tiên cổ lăng viên trở nên vô cùng an tĩnh lúc trước phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Xa xa một người khô cằn lão già từng bước một đi tới. Chương 1823, chúng thần chi chủ. Thấy được hủy diệt lão tổ đi tới, Lâm Phong thiếu chút nữa không có kích động nhào tới cho hủy diệt lão tổ tới một người sâu sắc gấu ôm. Tới thật sự là quá kịp thời, vừa mới, hắn thiếu chút nữa cho là mình sắp sửa bị vô tận hắc ám thôn vệ. Vùi táng tiên cổ cường giả lăng viên, đồng thời cũng mai táng một đoạn lịch sử, một đoạn ký ức hủy diệt lão tổ dẫm trận tại chỗ đi tới, ngươi không nên tiến nhập trong đó, nơi này, hội mai táng sinh mệnh của ngươi. Năm đó, ngươi có một vị sư huynh, chính là ngộ nhập nơi đây, chết ở bên trong. Quy ra tại Lâm Phong lúc trước thu qua mấy vị đồ đệ, nhưng đều vẫn lạc. Lâm Phong nghe Luân Hồi Tiên Tông đệ tử nói, quy ra mấy vị đồ đệ đều chết vô cùng thảm, tựa hồ chính là bởi vì tu luyện bát cửu huyền công vẫn lạc. Hắn đã từng hỏi quy ra mấy vị kia sư huynh sự tình, nhưng quy ra cũng chưa nói cho hắn biết. Ngày nay nghe được hủy diệt lão tổ đề cập vẫn lạc ở nơi này vì kia sư huynh, Lâm Phong trong nội tâm khẽ động, lên tiếng hỏi, tiền bối, ta lúc trước nghe nói, ta mấy vị sư huynh đều là bởi vì tu luyện bát cửu huyền công chết đi, hiện giờ nghe tiền bối nói có một vị sư huynh là vì ngộ nhập tiên cổ lăng viên chết đi, nói như vậy, ta mấy vị sư huynh cũng không phải là toàn bộ đều là bởi vì bát cửu huyền công vẫn lạc. Chết ở chỗ này người kia gọi là từ thiệu nguyên, hắn thật sự là kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng cuối cùng gục tại cái ngôi mộ này trước mộ, lão ô quy bởi vì vậy đệ tử chết đi, thương tâm thật lâu, sau đó, nhiều năm lại không thu đồ đệ đệ, thẳng đến đem ngươi thu làm đệ tử. Hủy diệt lão tổ trong con ngươi lóe ra sáng tắt bất định hào quang, nói, về phần ngươi mặt khác mấy vị sư huynh, bọn họ cũng không phải là bởi vì bát cửu huyền công vẫn lạc, lấy thiên phú của bọn hắn, tu luyện thành bát cửu huyền công, tuy cũng sẽ gặp được khó khăn, nhưng chắc hẳn cũng có thể vượt qua. Cho nên ngươi chỉ cần hào hào tu luyện, cũng có thể tu luyện thành bát cửu huyền công. Lâm Phong nói, xem ra ta mấy vị này sư huynh năm đó nhất định rất cường đại. Hủy diệt lão tổ nói, người mấy vị sư huynh, thiên phú không thể so với ngươi tranh lệch, bọn họ cùng ngươi đồng dạng, đều lưu trải tiên thiên thánh huyết. Hơn nữa thời gian tu luyện cũng đều có mấy ngàn năm, tự nhiên thập phần cường đại. Theo như lời hủy diệt lão tổ tiên thiên thánh huyết chỉ hẳn phải là chính mình chúa tể đế huyết. Bởi vì chúa tể đế tộc tổ tiên là cùng bàn cổ, nữ oa đợi tồn tại một cái thời đại thai ngén ra tiên thiên sinh linh mà chính mình mấy vị sư huynh vậy mà cũng lưu chảy cường đại như vậy huyết mạch đây là lâm phong không ngờ tới sự tình không biết mấy vị sư huynh là chết như thế nào lâm phong hỏi ta chỉ biết từ thiệu nguyên là như thế nào vẫn lạc mặt khác mấy người là như thế nào vẫn lạc ta cũng không rõ ràng lắm bất quá nếu như lão ô quy không có nói cho ngươi biết hẳn có dụng ý của hắn chờ đến nên lúc nói cho ngươi biết lão ô quy nhất định sẽ nói cho ngươi biết hủy diệt lão tổ nói chỗ này tiên cổ lăng viên bên trong vì cái gì còn mai táng dị vực thế giới chúa tể lâm phong nói ra nghi ngờ trong lòng chuyện này đã đã trở thành bí ẩn hậu nhân chỉ có thể phỏng đoán khó tìm kiếm chân tướng hủy diệt lão tổ nói chỗ này tiên cổ lăng viên thì là người nào kiến tạo lâm phong hỏi cũng đã không thể nào biết được hủy diệt lão tổ nói chỗ này chủ huyệt mộ vì sao là vô tự mộ bia Lâm Phong hỏi tiếp, bởi vì bên trong mai táng tồn tại thái quá mức đáng sợ, liền thiên đạo đều kiêng kỵ. Bởi vậy, sau khi hắn chết, không thể lưu lại danh tự, bằng không mà nói, phần mộ của hắn sẽ bị tối tăm bên trong thiên đạo cảm ứng được, sau đó sẽ bị phá hủy. Hủy diệt lão tổ nói, Lâm Phong tâm thần chấn động, rốt cuộc là cỡ nào cường đại tồn tại, mới có thể để cho thiên đạo đều hơi bị kiêng kỵ. Hắn gọi là gì, Lâm Phong hỏi, tại tiên cổ thời đại, hắn được gọi là chúng thần chi chủ nghe nói hắn là vị thứ nhất đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích trở thành tiên nhân nghe nói là hắn tại đại đế cảnh giới phía trên một lần nữa kỹ càng phân chia tiên cảnh giới nghe nói là hắn đem tiên thiên sinh linh thực lực tính vào tiên cảnh được nghe nói là hắn tự mình thu thập tư liệu viết xuống sơn hải kinh cho nên chúng ta đời sau nhân tài có thể biết bàn cổ nữ oa tam hoàng ngũ đế vân vân đợi một tí tồn tại chỉ bất quá tại lần lượt trong đại kiếp Sơn Hải Kinh ghi lại đồ vật rất nhiều đều thất lạc, cho nên hiện tại truyền thừa xuống Sơn Hải Kinh cũng sớm đã không phải là tiên cổ thời đại Sơn Hải Kinh. Rất nhiều chuyện xưa, thật thật giả giả, có đôi khi phân không rõ ràng lắm nào là thực, nào là giả được. Chúng thần chi chủ khai sáng một cái mới thời đại, một cái mới kỷ nguyên, hắn để cho vô số tu sĩ, thấy được khởi đầu mới, độ cao mới, hy vọng mới. Cho nên, về sau trí cao tam giới, ba ngàn đại thế giới, vô số sinh linh, đề cử hắn vị trí cao đứng đầu. Trong lòng Lâm Phong như nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới chỗ này trong cổ mộ mai táng nhân vật. Vậy mà như thế bất phàm, thật sự làm cho người ta chấn kinh, động dung, khó có thể tin. Đây là chuyển tiếp, khai sáng một cái mới người của kỷ nguyên vật. Nếu không phải hắn đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, đạt đến cảnh giới mới, đã thành lập tiên cảnh tu luyện hệ thống. Có lẽ thế nhân đồng đều cho rằng, đại đế chính là cuối A. Nếu không phải hắn viết xuống thần thoại sách vở Sơn Hải Kinh. Bàn cổ, nữ oa tam hoàng ngũ đế vân vân đợi một tí người vĩ đại vật có lẽ cũng không phải là người biết a à. thế nhưng là tuy vậy cường đại tồn tại như cố chết rồi tiên không phải là vĩnh sinh sao lâm phong hỏi hủy diệt lão tổ nói vĩnh sinh lại cũng không đại biểu bất tử lâm phong trầm mặc hắn có thể lý giải hủy diệt lão tổ ý tứ của những lời này vĩnh sinh không phải không chết nếu là thuận thuận lợi lợi có lẽ có thể một mực sống sót nhưng nếu là bị người giết chết đâu này, đồng dạng sẽ chết, vị này chúng thần chi chủ, đến cùng lại là lai lịch gì đâu này. Lâm Phong hỏi, hủy diệt lão tổ ý vị thâm trường nhìn Lâm Phong liếc một cái, nói, nghe nói, là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc hậu nhân, hắn nhất mạch này, nhân số nhất cường thịnh thời điểm, cũng bất quá chỉ có bốn năm cái tộc nhân, tin đồn, năm đó hắn tổ tiên ngủ say tỉnh lại bàn cổ, liền ngay cả vạn vật sinh linh xuất hiện, đều là chúng thần chi chủ tổ tiên hướng nữ oa đề nghị, do nữ hoa tự mình sáng tạo ra tới vạn vật sinh linh. Này nhất tộc vậy mà như thế lợi hại, Lâm Phong tắc lưới, lập tức hỏi, này nhất tộc truyền thừa đến bây giờ, còn có truyền nhân sao? Ta vốn cho là này nhất tộc đã chặt đứt hương hỏa. Về sau mới phát hiện, nguyên lai này nhất tộc, còn có truyền nhân sống trên đời. Hủy diệt lão tổ cảm khái nói, Lâm Phong cả kinh, cường đại như vậy một chủng tộc, vẫn còn có truyền nhân, thật sự là bất khả tư nghị. Vậy vị truyền nhân ở nơi nào? nhất định kinh diễm muôn đời a à? lâm phong nói cái kia người tại đây phiến thiên địa đang lúc cái nào đó góc hẻo lánh a à? nói không chừng đang cùng cái nào đó lão già họm hẹm nói chuyện phiếm tựa như người ta như vậy tại chuyện phiếm hủy diệt lão tổ hít mắt nói thoáng dừng lại một chút hắn tiếp tục nói hắn hôm nay còn xa xa vô pháp đạt đến kinh diễm muôn đời cao độ bởi vì huyết mạch của hắn cũng không chân chính tỉnh lại nghe nói cần trở lại bọn họ này nhất tộc tổ địa tiến hành huyết mạch tẩy lễ mới có thể tỉnh lại huyết mạch bên trong ký ức, mới có thể thức tỉnh nhất mạch này một ít nghịch thiên năng lực, nhưng có lẽ, hắn tương lai có cơ hội này, cũng có thể, vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại ngủ say huyết mạch. chương 1824, Khổ Tu, cường đại như vậy chủng tộc rất khó phục hồi tổ huyết, tự nhiên là 10 phần bình thường sự tình, Lâm Phong cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Thời điểm này hủy diệt lão tổ tiếp tục nói, đi ra ngoài đi. Về sau không muốn lại đến cái chỗ này tới đây không phải ngươi hẳn là tới địa phương? vâng, lâm phong lên tiếng, sau đó cùng lấy hủy diệt lão tổ một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. thời điểm này hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi thân phận hủy diệt lão tổ. hủy diệt lão tổ tại sao lại cư ở chỗ này? hắn trung quy cảm giác hủy diệt lão tổ cùng tiên cổ lang viên có một chút quan hệ. thời điểm này lâm phong bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước vô lượng đạo sĩ cho hắn nhắc tới phát khâu trung lang tướng. phát khâu trung lang tướng cũng là trộm mộ nhưng có một cái đặc biệt cường đại chi mạch bị nguyền rủa lúc cần phải thay thủ hộ một ít thần bí cổ mộ hẳn là hủy diệt lão tổ này chính là một vị bị nguyền rủa phát khâu trung lang tướng sao chỉ bất quá lâm phong cũng không có đi hỏi hủy diệt lão tổ này thái quá mức đột ngột nếu là chạm đến đến hủy diệt lão tổ việc riêng tư trên mặt tóm lại đều là khó coi lâm phong đi theo hủy diệt lão tổ rời đi tiên cổ lăng viên hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tiên cổ lăng viên chỗ này mai táng vô số cường giả mai táng chúng thần chi chủ lăng viên, nhất định cũng đã ẩn tàng vô số bí mật, mà những bí mật này đối với đời sau người mà nói, nhất định là vô pháp đi tìm kiếm. Đến ngày hôm sau thời điểm, Võ Mộc Thanh mang theo Lâm Phong đi chỗ tu luyện. Trên đường, Võ Mộc Thanh nói, nghe nói người ngày hôm qua tiến nhập tiên cổ lăng viên bên trong, người thật đúng là mạng lớn, lại có thể còn sống xuất ra. Lâm Phong nhếch miệng cười cười, nói, ai bảo ta là thiên tuyển chi tử đâu, ai có thể thu ta. Phi, thật không biết xấu hổ. Phó Mộc Thanh khẽ gắt Lâm Phong một tiếng. Phó Mộc Thanh mang theo Lâm Phong đi tới một tòa núi lửa bên trong. Núi lửa ở vào sơn mạch hướng tây bắc hướng, nơi này nhiệt độ nóng bỏng, hư không đều hơi hơi vặn vẹo lên, cuồn cuộn nham tương cũng sớm đã sôi trào, ừng ực đông bốc lên bong bóng. Nham tương thối thể, này thật không có khó khăn a." À. Lâm Phong bĩu môi nói. Phó Mộc Thanh khóe miệng lại làm giấy lên tiểu ác ma mỉm cười, nói, người cũng quá xem thường nơi này, chờ ngươi nhảy vào đi liền biết sẽ phát sinh cái gì lâm phong thấy được võ mộc thanh trên mặt kia bôi cười xấu xa biểu tình liền biết này cuồn cuộn nham tương thế giới có lẽ so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều cho nên lâm phong liền cẩn thận rất nhiều hắn nhảy vào nham tương thế giới bên trong bất quá cũng không có vận chuyển pháp lực bảo hộ thân thể mà là để cho nhục thể của mình cùng cuồn cuộn nham tương trực tiếp tiếp xúc cùng một chỗ cơ thể lâm phong thái quá mức cường đại nhằm tương căn bản vô pháp tổn thương tới nhục thể của hắn. Bỗng nhiên, Lâm Phong không khỏi cảm giác trên đùi phải như là bị vật gì cắn, một hồi đau nhức kịch liệt cuốn tới. Đau thân thể của hắn đều khẽ run lên, Lâm Phong đưa tay sờ một chút, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi vẻ, trên đùi vậy mà thiếu đi một miếng thịt. Thời điểm này, trên cánh tay cũng cũng chuyển đến đau nhức kịch liệt, hắn nhanh chóng đưa cánh tay dơ lên. Chỉ thấy trên cánh tay có một mảnh cỡ lòng bàn tay hỏa hồng sắc quái ngư. Loại này quái ngư miệng bát đừng đại, Tại trong mồm, sinh ra hai hàng cái cưa sắc bén miệng. Chính là loại này quái ngư, một ngụm cắn mất chính mình một miếng thịt. Đây là nham tương thực nhân ngư, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng cường đại hủy diệt chi lực, đồng thời loại cá này loại hàm răng vô cùng sắc bén, liền cựu thần binh cấp bậc thần binh cũng có thể cắn, tu sĩ một khi bị cắn chúng, không chỉ có trên người thịt cũng bị loại này nham tương thực nhân ngư cắn xuống, hơn nữa, đáng sợ nhất hay là, nham tương thực nhân ngư trong cơ thể hủy diệt chi lực hội từ tu sĩ miệng vết thương vị trí dũng mãnh vào thân thể ở trong cỗ này hủy diệt chi lực cùng bình thường hủy diệt chi lực bất đồng ẩn chứa trong đó lấy một loại 10 phần cuồng bạo năng lượng cho nên xa xa so với tầm thường hủy diệt chi lực đáng sợ nhiều loại hủy diệt chi lực này hội triệt để phá hủy tu sĩ huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh chi lực bị thương người phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp áp chế hoặc là luyện hóa trong cơ thể hủy diệt chi lực bằng không mà nói nửa canh giờ sẽ tử vong Lời của võ mục thanh âm vừa mới rơi xuống lâm phong liền cảm thấy trong cơ thể hủy diệt chi lực đang tại phá hủy thân thể của hắn. Điều này làm cho sắc mặt của lâm phong không khỏi hơi đổi, hắn nói, ta bây giờ là có thể hay không đi lên áp chế trong cơ thể hủy diệt chi lực sao? Võ Mộc thanh không khỏi trợn trắng mắt, chỉ thấy nàng tay phải vung lên, chín đạo cường đại đế văn xuất hiện, phong tỏa nham tương phía trên. Lâm phong nghĩ ra cũng ra không được, võ Mộc thanh nói, sư phó nói, đây là người giai đoạn thứ nhất tu luyện, trong khi thời gian 3 tháng, hôm nay ngươi lần đầu tiên tiến nhập nham tương thế giới, ngươi cần nắm lên tới 100 mảnh nham tương thực nhân ngư, ta mới có thể thả ngươi xuất ra, hy vọng ngươi có thể thuận thuận lợi lợi sống sót. Võ Mộc Thanh này vui sướng trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Lâm Phong một hồi sởn tóc gáy, nói như vậy, nham tương dưới thế giới mặt, có bảy cá, một mảnh nham tương thực nhân ngư đều đáng sợ như vậy. Nham tương thực nhân ngư đồng thời xuất động, sẽ cỡ nào khủng bố chính mình sẽ không bị nham tương thực nhân ngư cho ăn sạch sẽ a à. Vừa lúc đó, Lâm Phong cảm giác được phía dưới truyền đến từng đợt lành lạnh khí tức. Dung túng tại sôi trào nham tương thế giới bên trong, hắn cũng không khỏi cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh. Nhất định là nham tương thực nhân ngư bày xuất hiện, liều, Lâm Phong cắn răng, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hắn xông vào nham tương thế giới bên trong, cùng nham tương thực nhân ngư triển khai đại chiến. Nắm lên tới 100 mảnh nham tương thực nhân ngư, Lâm Phong đã bị nham tương thực nhân ngư bầy gặm ăn không còn hình dáng. Rất nhiều địa phương, đều là xương trắng dày đặc, hắn vốn là muốn muốn vận chuyển bất tử thần thể chữa trị bị thương thân thể, thế nhưng trong cơ thể kia khổng lồ hủy diệt chi lực, chế trụ huyết mạch vận chuyển, bất tử thần thể căn bản vô pháp vận chuyển. Chứ đừng nói chi là đi chữa trị bản thân thương thế. Mà sau đó hắn liền triệt để hôn mê, thật sự là còn sống ra, thật sự là tên biến thái. Thấy được hôn mê Lâm Phong võ một thanh nói thầm một tiếng, sau đó bắt lấy Lâm Phong chân phải mắt cá chân, liền phóng lên trời, dẫn theo Lâm Phong hướng phía hủy diệt ma sơn trung tâm bay đi. Trở lại hủy diệt động phủ chỗ sơn cốc thời điểm, Phó mục Thanh tiện tay đem Lâm Phong ném trên mặt đất. Không có bị nham tương thực nhân ngư cắn chết, ngược lại rất có thể bị ngươi ngã chết. Hủy diệt lão tổ không khỏi trợn trắng mắt nói, ra hỏa này mệnh cứng rắn vô cùng, không phải dễ dàng chết như vậy mất được. Phó Mộc Thanh bĩu môi nói, thời điểm này trong sơn cốc để đó một ngụm đại đỉnh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, đại đỉnh bên trong truyền tới tiếng long ngâm, chỉ thấy sôi trào nước sôi bên trong có một mảnh kim sắc con rắn đang không ngừng du động lấy. Đây là đại đỉnh phía trên long văn hiển hóa mà thành. Hủy diệt lão tổ đem rất nhiều linh dược ném vào đại đỉnh bên trong. Sau đó đem lâm phong nhấc lên, tiện tay ném vào sôi trào nước thuốc bên trong. Nước thuốc bên trong ẩn chứa tinh thuần dược lực bắt đầu bị lâm phong kia tàn phá không chịu nổi thân thể hấp thu chương 1825, cự thần cảnh thân thể. Liên thần Long Kim Văn Đỉnh đều vận dụng lên, còn hao phí nhiều như vậy quý giá linh dược, người hay là ta nhận thức kia cái keo kiệt sư phó sao. Phó Mộc Thanh bĩu môi nói, hủy diệt lão tổ trợn trắng mắt, nói, xú nhà đầu. Có nói mình như vậy sư phó sao, quả thật chính là khi sư diệt tổ A, à, tức chết ta, Phó Mộc Thanh nói, ta chỉ là trình bày một sự thật được rồi. Hủy diệt lão tổ trợn trắng mắt, nói, người con bé này biết cái gì. Phó Mộc Thanh nói: Sư phó như thế dốc hết sức vì quy tiền bối giáo đạo đệ tử, không phải là bởi vì sư phó có cái gì nhược điểm tại quy tiền bối trong tay a? À. Hủy Diệt lão tổ tức giận nói: đương nhiên không có. Nếu nói là nhược điểm, cũng là vi sư nắm giữ lấy lão ô quy nhược điểm. Hủy Diệt lão tổ hít mắt nhìn về phía Lâm Phong, khó được nghiêm chỉnh lại, nói: Lão ô quy đem hắn đưa tới, cũng là trăm phương ngàn kế, một sự tình cũng không phải ngươi có thể biết, thiên cơ bất khả lậu. Một khi không nên biết người biết. Át gặp thiên khiển, chết không có đất chôn thây. Phó Mộc Thanh cũng không phải hội hoài nghi hủy diệt lão tổ lời nói này, nàng người sư phụ này mặc dù là cái già mà không đứng đắn ra hỏa, nhiều khi không có người sư phụ dạng. Nhưng Võ Mộc Thanh biết, hắn lúc này, rất không đơn giản, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn một mực ở thủ hộ tiên cổ lăng viên, Phó Mộc Thanh cũng biết nàng người sư phụ này vì cái gì không có bằng hữu Bởi vì, nàng người sư phụ này sống quá lâu, quá lâu, đã lâu đến, đồng thời đại người, cũng sớm đã chết sạch, nói đúng ra, đồng thời đại người, chỉ còn lại có quy ra, nước thuốc hiệu quả mười phần rõ ràng, tương trợ lâm phong hóa giải trong cơ thể hủy diệt chi lực. Đồng thời, vẫn còn ở chữa trị lâm phong bị thương thân thể, lâm phong huyết nhục trọng sinh, vết thương trên người khôi phục cực nhanh, ba canh giờ về sau lâm phong tô lúc tỉnh lại phát hiện thân thể cũng đã khỏi. Hơn nữa lâm phong rõ ràng có thể cảm nhận được, thân thể tựa hồ càng cường đại hơn một chút. Hơn nữa, Bát Cửu Huyền Công cũng có tinh tiến, hắn từ Thần Long Kim Văn đỉnh bên trong nhảy ra ngoài. Hướng hủy diệt lão tổ cùng võ mộc thanh nói cảm ơn. Hủy diệt lão tổ nhếch miệng nói, chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, chính là tốt nhất nói lời cảm tạ phương thức, thịt nướng, canh rắn súp, còn có bắt được những cái kia nham tương thực nhân ngư, toàn bộ nấu nướng xuất ra. Không có vấn đề, Lâm Phong vừa cười vừa nói, tuy đã trải qua sống không bằng chết cha tấn, nhưng thống khổ về sau đổi lấy là bát cửu huyền công tinh tiến thân thể càng thêm cường đại đây hết thảy đều đáng cho nên tâm tình của lâm phong cũng là tương đối sung sướng buổi tối hắn chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạt nhưng hủy diệt lão tổ cùng võ mộc thanh này một đôi hiếm thấy thầy trò tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no đồng dạng lại bắt đầu vừa ăn một bên đoạt cuối cùng lại một chút đánh nhau kế tiếp hơn một năm thời gian lâm phong đều tại hủy diệt ma sơn nơi này tu hành lúc ban đầu thời điểm hắn tại nham tương thế giới đối kháng nham tương thực nhân ngư về sau đi hủy diệt sơn cốc, lại về sau, đi hủy diệt ma huyệt, hủy diệt ma sơn nơi này rất nhiều sinh tử hiểm địa, Lâm Phong đều đi một lần. Tại nguy hiểm nhất dưới tình huống, kích hoạt bản thân tiềm lực, dùng cái này tới đột phá bản thân gông cùng xiềng xích. Lâm Phong có đôi khi hội đứng ở đằng xa nhìn xa tiên cổ lăng viên phương hướng. Có đôi khi cũng sẽ cùng võ Mộc Thanh một chỗ ngồi ở Hoàng Kim Sơn Yêu trên bờ vai tại cổ lâm chỗ sâu trong tùy ý chạy như điên. Tại một lần nói chuyện phiếm bên trong Lâm Phong mới biết được, lai lịch của võ Mộc Thanh rất thần bí. Nàng dĩ nhiên là hủy diệt lão tổ từ tiên cổ lăng viên ngoại vi khu vực đào lên một khối vật liệu đá bên trong phá phong ấn mà ra bé gái. Về sau do hủy diệt lão tổ nuôi dưỡng lớn lên, mà này hơn một năm thời gian, Lâm Phong tiến bộ thần tốc, nhục thể của hắn đột phá đến cự thần cảnh giới. Mà bát cửu huyền công của hắn cũng đột phá đến đệ nhị trọng. Hơn một năm tu hành có thể đem bát cửu huyền công đột phá đã rất tốt, kế tiếp nghỉ ngơi mấy năm thời gian, hảo hảo lắng động một chút bát cửu huyền công, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá. Người có thể rời đi, thấy lão ô quy, thay ta hướng lão ô quy hỏi một tiếng hảo. Hủy diệt lão tổ nói, vãn bối nhất định sẽ đem tiền bối thăm hỏi mang cho sư phó lão nhân ra ông ta. Lâm Phong đối với hủy diệt lão tổ hành lễ, tuy hủy diệt lão tổ cũng không phải của hắn sư phó, nhưng ngày hơn một năm thời gian, lại là dốc hết sức tương trợ chính mình. Lâm Phong đối với hủy diệt lão tổ là vô cùng cảm kích. Ừ, đi thôi hủy diệt lão tổ phất phất tay, ta đi đưa tiến hắn. Phó Mộc Thanh nói, tự mình đưa Lâm Phong rời đi, mà hủy diệt lão tổ thì là đi về hướng tiên cổ lăng viên. Hắn vì mỗi một tổ cổ mộ đều đốt lên một nén nhang, đốt đi tiền giấy, dọn lên cống phẩm. Cuối cùng, hắn đi tới chủ trước mộ, sau đó làm chủ mộ dọn lên cống phẩm, đốt lên ba đốt hương. Chỉ cần kiên trì, Tổng hội thấy được hy vọng, trầm mặc thật lâu, hủy diệt lão tổ rồi mới mở miệng nói. Lập tức, hắn liền ngậm miệng không nói. Khi sắc trời dần dần hôn ám xuống thời điểm, hủy diệt lão tổ rồi mới quay người, thân thể gầy yếu, đi lại đã có chút tập tính, từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Phong cáo biệt võ Mộc Thanh, sau đó liền một đường hướng phía bên ngoài bay đi. Nửa tháng sau Lâm Phong đi tới một cái trong cổ trấn. Chỗ này cổ trấn cự ly rơi xuống chi lâm không phải là đặc biệt xa, rất nhiều tiến nhập rơi xuống chi lâm tu sĩ, dòng binh hoặc là mạo hiểm giả đa số đều biết lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Phong hành tẩu tại trên đường phố, chợt phát hiện rất nhiều người đối với hắn chỉ trỏ. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn thấy trên đường phố có một cái cột công cáo, liền đi tới, phát hiện cột công cáo phía trên dán một chương lệnh truy nã. Bị truy nã người, đương nhiên đó là hắn, đây là Long Huyết Thành Long ra ban bố một chương lệnh truy nã. Thấy được này chương lệnh truy nã về sau Lâm Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Long Vạn Hoành chết ở trong tay hắn, Long ra tự nhiên sẽ tức giận tuy thân phận Long Vạn Hoành tại Long Gia không có ý nghĩa, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là Long Gia đệ tử. Cho nên, Long Gia vì gia tộc mặt, cũng sẽ xuất thủ đối phó chính mình. Điểm này Lâm Phong hết sức rõ ràng, tránh ra, đều làm khai mở, thời điểm này một đám người rất nhanh vào tới, chừng trên trăm danh tu sĩ. Những người này đem Lâm Phong cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Là người của tuyệt tiên các, có người nhận ra bọn này tu sĩ, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tuyệt tiên các, chính là vạn pháp tiên tông uy danh hiển hách một cái thế lực, cái thế lực này không thể so với long huyết thành long dạ yếu. Hiện giờ bao vây lâm phong những tu sĩ này, có thể nói cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là trong đó một người lão già. Thâm bất khả chắc, thiên thần cảnh, lâm phong hơi hơi nhíu mày, long huyết thành treo giải thưởng một ức nguyên tinh thạch đuổi bắt ngươi. Không nghĩ tới chúng ta tuyển tuyệt tiên các vận khí tốt như vậy. Chỉ là từ nơi đây đi ngang qua, vậy mà gặp được ngươi. Bắt lại cho ta, một người trung niên tu sĩ phất phất tay, lạnh giọng quát. Lúc này năm sáu danh cường giả hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đến. Chém, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một chiêu liệt thiên chảm giết ra. Tuyệt tiên các vài người cường giả thần sắc hoảng hốt, rất nhanh lui về phía sau. Phốc, nhưng bọn họ căn bản không có có thể lui ra ngoài. Cũng đã bị Lâm Phong trực tiếp chém giết. Một màn này tốc độ ánh sáng trong đó phát sinh, chấn kinh tất cả người. Chết đi thế nhưng là mấy tôn chân thần cảnh giới cường giả hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Lâm Phong một người tu sĩ trẻ tuổi vậy mà như thế lợi hại. Đang lúc mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, Lâm Phong phóng lên trời, hướng phía xa xa bay đi. Tuyệt tiên các cao thủ nhiều như mây, còn có thiên thần cường giả tỏa chấn. Nếu là đúng mới có một ít lợi hại thủ đoạn, còn có thiên thần cường giả kiềm chế. Chính mình rất có thể vẫn lạc ở những người này trong tay, điểm này Lâm Phong mười phần rõ ràng. Cho nên Lâm Phong tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng người của tuyệt tiên các ở chỗ này tiến hành sinh tử đánh một trận. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chạy là thượng sách. Lâm Phong tốc độ nhanh như thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt cũng đã vọt ra hơn 10 dặm địa phương. Tự tìm chết, tuyệt tiên các thiên thần cảnh cường giả gào thét lên tiếng, rất nhanh hướng phía Lâm Phong truy sát mà đi. Tuyệt tiên các còn lại cường giả cũng nhao nhao đi theo sau lưng, hướng phía Lâm Phong đuổi theo. chương 1826, truyền tấn Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho thiên thần cảnh giới cường giả cũng xa xa vô pháp cùng hắn so sánh, cho nên, tuyệt tiên các những người này căn bản cũng không có có thể truy đuổi trên Lâm Phong, rất nhanh để cho Lâm Phong thuận lợi chạy thoát. Thoát khỏi người của tuyệt tiên các về sau Lâm Phong tìm một chỗ nghỉ ngơi, hiện tại hắn muốn cân nhắc một chút như thế nào trở lại luân hồi tiên tông. Cưới lời của truyền tống trận cần phải đi đại bên trong thành trì, thế nhưng hắn đoán chừng rất nhiều bên trong thành trì cũng đều tại truy nã hắn. Rốt cuộc cùng Long Gia thế lực vẫn là hết sức cường đại, tại tất cả đại cổ thành bên trong ban bố lệnh truy nã cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Đa số thế lực cũng sẽ bán cho Long Gia mặt mũi này. Lâm Phong có thể dùng đại hóa hình thuật cải biến một chút dung mạo lẻn vào những cổ thành đó bên trong, thế nhưng, phương pháp này cũng không thể được, nếu như Long Gia ban bố lệnh truy nã liền nhất định có chỗ chuẩn bị. Tỷ như kính chiếu yêu, hiện hình kính đợi bảo bối cũng có thể để cho hắn không chỗ nào che giấu. Cho nên hiện tại Lâm Phong gặp phải một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là hắn vô pháp tại Vạn Thánh Châu cưới truyền tống trận đi đến phản hồi Luân Hồi Tiên Tông. Luân Hồi Tiên Tông tại Bắc Man Châu, nếu là phi hành, không biết bao nhiêu năm mới có thể bay trở về Luân Hồi Tiên Tông nha. Hắc Hùng Thánh Quân nói, đi về phía nam rất nhanh là có thể đến Long Hỏa Châu, Long Hỏa Châu này cũng là cửu châu một trong, có thể đi Long Hỏa Châu cưới truyền tống trận phản hồi Bắc Man Châu. Lâm Phong gật gật đầu, Hắc Hùng Thánh Quân đề nghị này không sai tuy long ra hết sức cường đại thế nhưng long ra thế lực cúng giới hạn tại vạn thánh châu mà thôi tay của long ra còn rỗi không được long hỏa châu cái chỗ này lâm phong hướng phía long hỏa châu bay đi đại khái 10 ngày sau lúc trước chu tử khiên lưu cho lâm phong truyền tấn ngọc phù bên trong bỗng nhiên truyền tới một hồi kịch liệt ba động lâm phong hơi kinh hãi thần niệm xâm nhập trong đó đón lấy liền đã nghe được chu tử khiên truyền âm lâm huynh đoạn này thời gian ta lại đi nhìn một chút hắc minh thụ vương kết xuất trái cây phát hiện thánh quả sắp thành thục, chúng ta nhanh lên tụ hợp, đánh cướp thánh quả. Lâm Phong liền nhanh chóng truyền âm cho Chu Tử Khiên, nói hảo. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi, thiên long rừng rậm, nơi đây ở vào long hỏa châu Tây Nam phương hướng, ta sẽ tại thiên long thành chờ ngươi. Chờ ngươi đến thiên long thành, tại truyền tấn cho ta, ta đi tiếp ngươi. Chu Tử Khiên truyền âm nói, không có vấn đề, Lâm Phong truyền trở về đi một đạo tin tức. Ngay sau đó hắn liền đi đến Long Hỏa Châu Thiên Long Thành hao tốn một cái tháng đi tới Long Hỏa Châu nhìn qua thành Bắc, sau đó nghỉ ngơi một ngày thời gian, Lâm Phong đang nhìn thành Bắc bên trong cưỡi truyền tống trận đi đến Long Hỏa Châu. Hao tốn 10 ngày thời gian Lâm Phong từ Thiên Long thành truyền tống trong sân rộng đi ra, sau đó hắn cho Chu Tử Khiên truyền tấn, báo cho Chu Tử Khiên vị trí của mình. Không có bao lâu, Chu Tử Khiên liền đi tới truyền tống quảng trường nơi này. Ha ha đã hơn một năm không thấy, Lâm Huynh phong thái như trước. Chu Tử Khiên ôm quyền, vừa cười vừa nói lâm phong cười nói chu huynh khách khí nhìn chu huynh khí sắc tựa hồ tốt hơn nhiều chu tử khiên nói đa tạ lâm huynh quan tâm ta hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu một chút dừng lại chu tử khiên tiếp tục nói nơi đây không phải là chỗ nói chuyện kính xin lâm huynh đi với ta chỗ ở làm phiền chu huynh dẫn đường lâm phong ôm quyền cùng sau lưng chu tử khiên trong thiên long thành chu tử khiên có một bộ biệt viện ngoại trừ bên ngoài chu tử khiên còn có một người lão bộc người Biệt viện diện tích cũng không lớn, bất quá thu thập còn xem như có chút lịch sử tao nhã. Chu tử khiên nói, chỗ ở đơn sơ một chút, Lâm Huynh tạm thời chấp nhận mấy ngày. Lâm Phong nói, so với ta lúc trước chỗ ở hảo gấp một vạn lần. Ta lúc trước đi theo một vị lão tiền bối khổ tu, cho nên chỗ ở đều là sơn động, ta hiện tại cũng có chút hoài niệm ngủ ở trên giường là một loại gì dạng cảm giác. Ha ha, xem ra Lâm Huynh đoạn này thời gian tất nhiên là không có nghỉ ngơi tốt, ở chỗ này của ta đại có thể an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Chu Tử Khiên vừa cười vừa nói, đa tạ Chu Huynh chiêu đãi. Lâm Phong cười cười, lập tức nói nếu như chúng ta sắp sửa đánh cướp thánh quả, không biết Chu Huynh có hay không có thể đem thánh quả cụ thể tin tức nói rõ chi tiết một chút. Chu Tử Khiên nói, Hắc Minh Thụ Vương sinh hoạt tại Thiên Long rừng rậm chỗ sâu nhất, chỗ đó chiếm cứ một đầu đáng sợ vô cùng Thiên Long. Này đầu Thiên Long huyết mạch có thể so với phương Đông Thần Long, do nó thủ hộ Hắc Minh Thụ Vương, muốn đạt được thánh quả là 10 phần khó khăn, bất qua theo ta được biết, còn có mấy cái thế lực lớn người tựa hồ cũng đã biết tin tức về thánh quả mấy cái thế lực lớn cường giả cũng ở chờ đợi thánh quả thành thục đều thời điểm chúng ta có lẽ có thể nhờ vào cơ hội này cướp đoạt đến thánh quả lâm phong hỏi không biết mặt khác mấy cái thế lực đều là cái gì thế lực vũ hóa tiên tông bắc mang tà tông hoàng tuyền ma tông đây là ta biết mấy cái thế lực có lẽ còn sẽ có thế lực khác đến lúc sau như còn có thế lực khác bọn họ tất nhiên cũng sẽ kìm nén không được xuất thủ chu tử khiên nói Nghe được Vũ Hóa Tiên Tông này thời điểm Lâm Phong lông mày khẽ nhướng mày. Thiên Võ Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều chính là Vũ Hóa Tiên Tông một cái phân nhánh a. Hơn nữa Hoàng phủ Thanh Thiên tựa hồ là một vị thánh nữ thiên nhân trao cảm giác sinh ra nhi tử, hiện giờ vị thánh nữ kia tại Vũ Hóa Tiên Tông đã bắt đầu cầm quyền. Liền ngay cả lúc trước An Tử Nhu đều là vị thánh nữ này phái đi giết Lâm Phong. Cho nên Lâm Phong biết, hắn cùng với Vũ Hóa Tiên Tông trong đó, tuyệt đối là một loại không chết không thôi quan hệ, mẫu thân của Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Chu Tử Khiên tiếp tục nói, những thế lực này tuy cường đại, nhưng chúng ta liên thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức hỏi, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Chu Tử Khiên nói, hậu thiên, buổi tối thời điểm Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên ra ngoài tiêu sái. Hai người tới Vạn Hoa Lâu, tại Cửu Châu, Vạn Hoa Lâu thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ, vô số cổ thành bên trong đều có Vạn Hoa Lâu vạn hoa lâu bên trong, mỹ nữ như mây, một đêm tiêu sái, từ nay về sau hai ngày, Lâm Phong hảo hảo nghỉ ngơi một phen, sau đó liền cùng Chu Tử Khiên cùng đi đến Thiên Long rừng rậm. Thiên Long rừng rậm chính là Long Hỏa Châu ngũ đại cổ lâm một trong. Nguy cơ tứ phía, hung hiểm vô cùng, cho nên tiến nhập trong đó muốn cẩn thận từng ly từng tí, bằng không mà nói rất có thể vứt bỏ tánh mạng. Theo như lời Chu Tử Khiên Thiên Long chính là Thiên Long rừng rậm ngũ đại bá chủ một trong, một thân tu vị quả thật có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung trên đường đi hai người tránh được rất cường đại hung thú nửa tháng sau bọn họ đi tới thiên long lãnh địa phương viên mấy trăm dặm đều là thiên long khống chế lãnh địa tiến nhập thiên long lãnh địa từng đợt tức giận tiếng long ngâm bỗng nhiên từ chỗ sâu trong truyền ra là thiên long thanh âm nhất định là những cái kia thế lực lớn người muốn động thủ chu tử khiên nói lâm phong nói xem ra chúng ta muốn tăng nhanh một ít tốc độ hắn cùng với Chu Tử Khiên rất nhanh hướng phía chỗ sâu trong bay đi. Không có bao lâu bọn họ liền đi tới Thiên Long lãnh địa chỗ sâu nhất vị trí, xa xa thấy được một đầu thân dài 4000, 5000 thước to lớn Thiên Long lượn vòng tại bên trên bầu trời, Long uy minh mông cuồn cuộn, cuộn 3000 dặm. Chương 1827, trong hỗn loạn tranh đoạt. Khổng lồ như thế Thiên Long cũng không biết tu vi là cái gì tầng thứ. Thiên Long trong rừng rậm bá chủ, quả nhiên không phải chuyện đùa. Mà trong hư không, còn ngạo nghễ mà đứng lấy bốn sóng tu sĩ. Trong đó một sóng có chừng hơn 20 người, khống chế lấy chiến tranh cổ xe, những người kia đều là vũ hóa tiên tông cao thủ. Đợt thứ hai người, lượn lờ tại bên trong sương mù, tản ra băng lãnh mà lành lạnh khí tức, đó là hoàng tuyền ma tông cao thủ. Hoàng tuyền ma tông này chính là hoàng tuyền công tử chỗ tông môn. Hoàng tuyền công tử phụ thân hoàng tuyền ma đế cũng là cửu châu uy danh hiển hách cường giả. Kẻ thứ ba cao thủ bao phủ tại một đoàn màu xám sương mù mai bên trong đó là bắc mang tà tông cao thủ đệ tứ sóng cao thủ thì là một đám nữ tử những cô gái này là thánh nữ phong cao thủ thánh nữ phong chính là long hỏa châu tây bộ trong núi tuyết tiếng tăm lừng lẫy thế lực cái thế lực này tương đối đặc thù tuyển nhận nữ đệ tử tứ đại thế lực cường giả tề tụ nơi đây hiển nhiên lần này đến nơi đối với hắc minh thụ vương kết xuất tới thánh quả nhất định phải có được thiên long thánh quân lạnh lùng nhìn về phía tứ đại thế lực cường giả trong con người phát ra lành lạnh sát ý các ngươi nếu là muốn chết như vậy bổn tỏa có thể thành toàn các ngươi, để cho thiên long này rừng rậm, hóa thành các ngươi chôn xương chi địa. Thiên long thánh quân là vô cùng cường thế, bởi vì thực lực của nó đầy đủ cường đại. Cho nên mặc dù đối mặt với tứ đại thế lực cao thủ, vẫn không có bất kỳ lùi bước y tứ. Thiên long thánh quân, thánh quả số lượng cũng không phải một mai, chúng ta cũng không phải là là muốn không công đạt được thánh quả, hội bổ sung cho ngươi đủ nhiều thiên tài địa bảo. Một người cường giả trầm giọng nói, thiên long thánh quân cười lạnh nói, bổn tòa tung hoành thiên long rừng rậm nhiều năm như vậy ít nhiều thiên tài địa bảo thu thập không được bổn tòa hội hiếm có các ngươi thiên tài địa bảo nhanh chóng rời đi bằng không mà nói bổn tòa hôm nay để cho nơi đây nhuộm thành hồng sắc ngươi đã không muốn cùng chúng ta đàm phán như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cứng rắn tranh đoạt chư vị động thủ đi lại một người cường giả lạnh giọng quát động thủ tứ đại thế lực cường giả cùng kêu lên quát lạnh lên tiếng sau đó nhao nhao hướng phía thiên long thánh quân đánh tới ý tức kinh khủng tràn ngập tại ở giữa thiên địa chỉ thấy từng đạo thần văn tại trong hư không đan chéo mà thành biến thành đế văn hướng phía thiên long thánh quân quấn quanh mà đi thiên long thánh quân nhất thời tức giận gào lên nguyên lai các ngươi cũng sớm đã mưu tính được rồi dùng đế văn để đối phó bổn tỏa các ngươi đều đáng chết vù 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 hô thiên long thánh quân phun ra đầy trời hơi thở của rồng hướng phía tứ đại thế lực cường giả đánh giết mà đi toàn lực ngăn lại nó những người còn lại đi thu thánh quả có cường giả trầm giọng quát tứ đại thế lực đa số cường giả đều lưu lại xuất thủ đối phó thiên long thánh quân này tứ đại thế lực đã sớm kế hoạch được rồi đoán chừng biết thiên long thánh quân sẽ không lựa chọn cùng bọn họ đàm phán cho nên dẫn đầu mang đến đế văn phù loại này trí bảo cái gọi là đế văn phù chính là đại đế cảnh giới cường giả luyện chế mà thành một loại ngọc phù ngọc phù này phía trên lạc ấn lấy đế văn pháp lực dũng mãnh vào trong đó đế văn uy lực sẽ trên phạm vi lớn để thăng đương nhiên Đế văn phù như vậy nghịch thiên bảo bối ngoại trừ chân quý bên ngoài còn có một cái đặc điểm, đó chính là rất dễ dàng tổn hại, rốt cuộc ngọc phù thừa nhận năng lực có hạn. Mà đế văn uy lực quá cường đại, làm đế văn bị kích hoạt về sau, lạc ấn lấy đế văn ngọc phù, rất dễ dàng liền sẽ bị phá hủy. Bởi vậy, đế văn phù căn cứ ngọc phù phẩm chất, đại khái có thể sử dụng vừa đến 3 lần. Nếu là ngọc phù phổ thông một chút, sử dụng một lần, ngọc phù sẽ hủy diệt. Nếu là ngọc phù tài liệu tương đối chân quý, rắn chắc, như vậy có thể sử dụng 3 lần. Bởi vậy đế văn phù cực kỳ chân quý, mặc dù những cái này đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không dễ dàng vận dụng đế văn phù. Thế nhưng là hiện giờ vì đạt được Hắc Minh Thụ Vương kết xuất tới thánh quả, những cái này thế lực lớn cũng không tiếc hao phí to lớn giá lớn, sử dụng đế văn phù như vậy chí bảo tới vây khốn Thiên Long Thánh Quân. Này Thiên Long Thánh Quân thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng là sử dụng 4 khối đế văn phù tứ đại thế lực, còn có nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay vây công Thiên Long Thánh Quân, trong khoảng thời gian ngắn thiên long thánh quân cũng bị khốn trụ đi đi bên trong nhìn xem chu tử khiên nói cùng lâm phong một chỗ hướng phía chỗ sâu nhất đại sơn cốc lao đi bởi vì đó là hắc minh thụ vương sinh trưởng địa phương làm hai người tới nơi này thời điểm nơi đây đang phát sinh kịch liệt đại chiến tứ đại thế lực phân biệt phái ra năm sáu người bên cạnh tới thu thánh quả nhưng có không ít cường đại hung thú thủ hộ thánh quả những con hung thú này hẳn là đều là thiên long thánh quân bộ hạ Hiện giờ những con hung thú này cùng đến đây thu thánh quả tứ đại thế lực cao thủ đại chiến lại với nhau, đánh vô cùng kịch liệt. Thấy không, này tòa vách đá phía trên sinh trưởng chính là Hắc Minh Thụ Vương. Chu Tử Khiên chỉ hướng một tòa vách đá, một cây hơn 10 thước cao đen kịt thụ cắm rễ tại vách đá bên trong. Rất nhiều rễ cây thậm chí đều khỏa thân lộ ở bên ngoài. Kia Hắc Minh Thụ Vương phía trên kết lấy 12 mai trái cây. Trong đó có 8 miếng trái cây đã thành thục, mặt khác 4 mai quả nhiên còn không có thành thục. Loại này trái cây, chỉ có thành thuộc trái cây mới có hiệu quả, không có thành thuộc trái cây nghe nói ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, hội liên tục không ngừng thôn vệ tu sĩ sinh mệnh lực lượng, cho nên không có thành thuộc trái cây là tuyệt đối không thể đi đụng vào. Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên thừa dịp tứ đại thế lực cao thủ cùng những cái kia cường đại hung thú chém giết cùng một chỗ thời điểm rất nhanh xông về phía Hắc Minh Thụ Vương. Tự tìm chết, tứ đại thế lực cao thủ thấy được Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên về sau gào thét lên tiếng, mà những thủ hộ đó hắc minh thụ vương hung thú cũng vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Bất kể là tứ đại thế lực cao thủ hay là những con hung thú này đối với Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên hai cái này khách không mời mà đến, đều tràn ngập sát ý. Là ngươi, Hoàng Tuyền Ma Tông bên này đầu lĩnh cao thủ không phải người khác, chính là Hoàng Tuyền Công Tử. Hoàng Tuyền Công Tử tự nhiên còn nhớ rõ Lâm Phong, lúc trước nếu không phải Lâm Phong liều chết bảo hộ bị thương Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung đã sớm chết, cho nên Hoàng Tuyền Công Tử đối với Lâm Phong sát ý rất nặng. Lâm Phong thần sắc hờ hứng, cũng không để ý tới Hoàng Tuyền Công Tử, hắn đem cửu ma đồ tế ra, sau đó dùng thiên thần dịch, kích hoạt lên uy lực của cửu ma đồ. Tứ đại thế lực cường giả cùng những thú dữ kia toàn bộ đánh giết mà đến, Lâm Phong thúc giục xuất ra uy lực của cửu ma đồ về sau cũng không có đối với những người này triển khai công kích. Hắn lấy uy lực của cửu ma đồ tiến hành phòng ngự. Mà lúc này đây Chu Tử Khiên thì là tế ra một kiện bảo bối, kiện bảo bối này chính là một cái ngọc tịnh bình một loại bảo bối. Chu Tử Khiên đem kiện bảo bối này mở ra, ngọc tịnh bình bên trong bay ra ngoài một đầu dài sông, cuốn thiên địa. Đó là nhược thủy chi trong sông để luyện ra tới nhược thủy bổn nguyên hóa thành sông ngòi, có được cực kỳ khủng bố lực sát thương. Hai người phối hợp cùng một chỗ, một người chủ công, một người chủ phòng, dựa theo vô cùng cường đại pháp bảo, vậy mà chặn lại tứ đại thế lực cao thủ cùng một bầy hung thú công kích. Mà lúc này đây, thần cảnh phân thân rất nhanh bay ra ngoài, tiến đến hái thánh quả. Thấy như vậy một màn, tứ đại thế lực cường giả từng cái một lửa giận ngập trời. Mà những thú dữ kia cũng đều là giết gào chấn thiên. Hận không thể đem lâm phong cùng chu tử khiên phanh thây xé xác. Bọn họ nhao nhao tế ra các loại pháp bảo lợi hại, hoặc là lạc ấn lấy công kích đại trận ngọc phù đối với lâm phong cùng chu tử khiên triển khai cuồng bạo hơn công kích. Thậm chí có người tế ra cấm khí bảo bối như vậy. Từng kiện từng kiện pháp bảo tản mát ra hủy thiên diệt địa uy lực đánh tới. Từng khối ngọc phù cũng đột nhiên bùng nổ, phảng phất có thể hủy diệt thương khung. Từng kiện từng kiện cấm khí thì là bóp méo hư không, phá toái hư không, cũng đánh giết hướng Lâm Phong Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên. Hư không phá toái, núi sông sụp đổ, trước mắt cảnh tượng, quả thật giống như mạt nhật hàng lâm, chương 1828, đắc thủ. Những người này liên hợp cùng một chỗ công kích tạo thành lực sát thương vẫn là hết sức khủng bố, thế nhưng, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên cũng không quá dễ dàng bởi vì lâm phong cùng chu tử khiên không phải là bị động phòng ngự bọn họ cũng là một bên phòng ngự một bên công kích bởi vậy tứ đại thế lực cùng những thú dữ kia cũng không thể hoàn toàn buông tay buông chân đối với lâm phong cùng chu tử khiên triển khai công kích bởi vì một khi hoàn toàn buông tay buông chân đến lúc sau bọn họ cũng sẽ chịu cực kỳ thương tổn nghiêm trọng chu tử khiên công kích cũng là không như bình thường làm đủ loại công kích đánh giết mà đến thời điểm cửu ma đồ rủ xuống hạ xuống ma quang bảo hộ ở lâm phong cùng chu tử khiên Đế binh không hổ là đế binh, một khi toàn lực phòng ngự, chỗ cấu tạo mà thành phòng ngự hệ thống là khó có thể tưởng tượng. Lần nữa chặn lại một sóng cường đại công kích, Chu Tử Khiên tế ra nhược thủy chi sông cuốn hướng tứ đại thế lực cường giả cùng một bầy hung thú. Tứ đại thế lực cường giả cùng những cái kia cường đại hung thú không thể không rất nhanh tránh né lấy. Mà lúc này đây thần cảnh phân thân đã vào tới Hắc Minh Thụ Vương trước, thần cảnh phân thân vung tay lên, cường đại pháp lực tuôn động, bọc lại Hắc Minh Thụ Vương, muốn đem Hắc Minh Thụ Vương nhổ tận gốc, một chỗ lấy đi, thế nhưng Hắc Minh Thụ Vương vậy mà không chút sức mẻ, thật sự là vô cùng quỷ dị. Thấy được Hắc Minh Thụ Vương vô pháp thu, thần cảnh phân thân liền dứt khoát bỏ qua thu Hắc Minh Thụ Vương. Mà là quấn lấy tám miếng thành thục thánh quả, trở thành, chúng ta đi, lâm phong trầm giọng quát, dẫn đầu hướng phía xa xa bay đi. Mà chu tử khiên theo sát phía sau, thần cảnh phân thân hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh xông vào thân thể của lâm phong bên trong. Đừng cho bọn họ chạy, hoàng tuyền công tử đám người tức giận rít gào nói nguyên bản đang tại vây công thiên long thánh quân tứ đại thế lực cường giả cũng nhao nhao nhìn sang bao gồm thiên long thánh quân cũng đều nhìn về phía lâm phong cùng chu tử khiên từng cái một sát ý ngút trời đại chiến cùng một chỗ hai bên nhao nhao đình chỉ tranh đấu ngược lại thẳng hướng lâm phong cùng chu tử khiên tình huống nguy cơ nhưng lâm phong cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị hắn đem hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền tế ra sau đó cùng Chu Tử Khiên bay vào hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền bên trong. Hiện giờ hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền phía trên có lâm phong người luyện chế hình khôi lỗi khống chế linh thạch pháo phóng ra. Leo lên hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền, lâm phong liền hướng những người kia hình khôi lỗi hạ công kích mệnh lệnh. ầm ầm ầm, ngay sau đó hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền phía trên linh thạch pháo liền bị nhen nhóm. Dậm dạp chằng chịt đạn pháo bay ra ngoài, hướng phía tứ đại thế lực cường giả, thiên long thánh quân cùng rất nhiều hung thú đánh giết mà đi hư không cũng bị nổ tung, thời không ngược dòng điên cuồng tuôn động lấy. Rất nhiều người vẻ sợ hãi, không thể không rất nhanh lui về phía sau, một khi bị thời không ngược dòng thôn phệ, đến lúc sau sẽ mất phương hướng tại thời không ngược dòng thế giới bên trong. Đi tìm chết, tiếng gầm gừ truyền đến, thiên long thánh quân kia to lớn đuôi rồng hung hăng rút qua. Tuy thời không ngược dòng mười phần đáng sợ, nhưng thiên long thánh quân cũng không e ngại, một chiêu thiên long vẫy đuôi, nứt vỡ thương khung, hung hăng quất vào hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền phía trên rất nhiều người thần sắc hờ hứng. Đều cho rằng hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền tất nhiên cũng bị thiên long thánh quân này khủng bố một kích cho phá hủy. Bởi vì thiên long thánh quân thái quá mức cường đại, mạnh mẽ như thế một kích, phá hủy một chiếc tinh không cổ thuyền, thật sự là vô cùng sự tình đơn giản. Thế nhưng, để cho mọi người kinh ngạc chính là, một kích này cũng không thể đủ phá hủy hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền. Tuy hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền bị thiên long thánh quân một đuôi mong rút bay ra ngoài, nhưng bình yên vô sự, Chiếc này cổ xưa thần thuyền thế nhưng là hiên viên đại đế chế tạo mà thành. Hiên viên đại đế, ngũ đế đứng đầu A, mạnh như vậy vượt qua nhân vật chế tạo mà thành tinh không cổ thuyền, làm sao có thể bị phá hủy đâu này. Chặn lại thiên long thánh quân một kích, hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền hư không nhảy. Trực tiếp biến mất vô tung, 10 ngày về sau, hư không khẽ run lên, một chiếc tinh không cổ thuyền từ song song trong không gian bay ra, chính là hiên viên thuyền tinh không cổ thuyền. Lần này tại nhiều cường giả như vậy trong tay giành được Hắc Minh Thụ Vương kết xuất tới thánh quả, có thể nói kỳ tích. Lâm Phong cùng Chu Tử Khiên đều là thập phần hưng phấn, bọn họ tại trong núi rừng mở ra một tòa động phủ, sau đó lấy cấm chế phong ấn động phủ về sau liền bắt đầu bế quan. Một người bốn mai thánh quả, Lâm Phong ăn hết một mai thánh quả về sau liền bắt đầu luyện hóa thánh quả dược lực. Nguyên bản linh hồn của Lâm Phong lực lượng là chân thần cảnh giới ba trọng thiên. Tại luyện hóa quả thứ nhất thánh quả về sau, hắn linh hồn lực lượng đạt đến chân thần cảnh giới lục trọng thiên tầng thứ tăng lên ba cái đẳng cấp điều này làm cho lâm phong hết sức kinh hỉ ngay sau đó hắn lại luyện hóa mặt khác ba miếng thánh quả cuối cùng hắn linh hồn lực lượng đột phá đến thiên thần cảnh giới dừng lại tại thiên thần cảnh giới nhị trọng thiên bốn mai hắc minh thụ vương kết xuất tới thánh quả vậy mà để cho linh hồn của lâm phong lực lượng trọn vẹn tăng lên chín cái đẳng cấp dù là tâm tình của lâm phong cũng không khỏi cảm giác được từng đợt hưng phấn không có bao lâu Chu Tử Khiên cũng xuất quan, từ hắn nở nụ cười biểu tình phía trên liền có thể phỏng đoán xuất ra hắn tất nhiên cũng là nhận được thật lớn đề thăng. Lâm huynh kế tiếp có tính toán gì không? Chu Tử Khiên hỏi, Lâm Phong nói, ta là Luân Hồi Tiên Tông đệ tử, muốn phản hồi Luân Hồi Tiên Tông, ngày sau Chu huynh nếu là đi lời của Bắc Man Châu, nhất định nhớ rõ tới Luân Hồi Tiên Tông tìm ta, đến lúc sau tất nhiên hảo hảo khoản tiền chắc chắn đợi Chu huynh một phen. Chu Tử Khiên gật gật đầu, nói, đến lúc sau nhất định sẽ tiến đến bái phỏng trở lại Thiên Long Thành, Lâm Phong cưới truyền tống trận phản hồi Bắc Man Châu. Từ Tuyết ưng Thành truyền tống trận bên trong đi ra, tại Tuyết ưng Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó Lâm Phong liền đi đến Luân Hồi Tiên Tông. Trên đường có thể thấy được rất nhiều tụ tập tại cùng đi đến Luân Hồi Tiên Tông tu sĩ. Rất nhiều người đều là đi đến Luân Hồi Tiên Tông tham gia khảo hạch. Không ít công tử trẻ tuổi tiểu thư đều là vẻ mặt ước mơ biểu tình. Đối với tương lai của mình, đã tràn ngập chờ mong, lại tràn ngập thấp thỏm trở lại luân hồi tiên tông lâm phong liền hướng phía núi hoang phương hướng bay đi trên đường hắn nhìn thấy một người trước mặt bay tới nữ tu người kia nữ tu ăn mặc một thân màu lửa đỏ váy dài dáng người bày biện ra hoàn mỹ đường cong nóng bỏng đến cực điểm chật chật trong tông môn cực phẩm mỹ nữ thật sự là nhiều a à. lâm phong không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ con mắt tại người kia xinh đẹp nữ tu nóng bỏng trên thân thể mềm mại nhiều nhìn mấy lần khi thấy kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm Lâm Phong bỗng nhiên có chút lẩm bẩm nữ nhân này, như thế nào cảm giác tại ở đâu gặp qua ha. Lúc này Lâm Phong chợt nhớ tới lúc trước nhìn thấy kia ba vị tiên tử. Từng cái một nhẹ rõ ràng áo tơ, như mỹ nhân ngư thông thường tại trong đầm nước chơi đùa đùa giỡn. Lúc ấy thế nhưng là mở rộng tầm mắt a trước mắt này xinh đẹp nữ tu, không phải là lúc trước ba vị tiên tử một trong sao. Nếu là mình không có nhớ lầm, người này nữ tu tựa hồ gọi là Hạ Thi Quân. Nghĩ đến lúc trước này ba vị tiên tử hồn hển hận không thể đem chính mình phanh thây xé xác bộ dáng, Lâm Phong ở đâu còn dám dừng lại, quay người liền muốn rời đi. Bỗng nhiên, Hạ Thi Quân thanh âm truyền đến, người đứng lại. Chương 1829, tiểu quân quân. Lâm Phong nơi nào sẽ nghe Hạ Thi Quân đó a, à? không chỉ có không có dừng lại, còn tăng nhanh tốc độ hướng phía núi hoang phương hướng bay đi. Nếu là bị Hạ Thi Quân bắt được chính mình, không được sống sờ sờ mà lột ra chính mình a. À? Quả nhiên là ngươi khốn kiếp, người hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi, hạ thi quân hét lên, nổi giận đùng đùng hướng phía Lâm Phong vào tới. Cô nàng này như hiển nhiên nhận ra chính mình, Lâm Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn gọi nói, người nhận lầm người. Hạ thi quân nghiến răng nghiến lợi nói dù cho người hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Thời điểm này hạ thi quân lại không khỏi nghĩ tới lúc trước cảnh tượng. Mỗi lần nghĩ đến bị Lâm Phong nhìn cái quang, liền có một loại đem Lâm Phong cho tháo thành tám khối xúc động. Hiện giờ gặp được Lâm Phong, Hạ Thi Quân liền chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Lâm Phong bắt lấy, sau đó đem Lâm Phong đánh cho bị dày vò. Trước Tiêu Tiêu nội tâm ác khí lại nói, Lâm Phong nói, mỹ nữ không nên tức giận nha, người đại khái có thể yên tâm, chuyện ngày đó ta sẽ không báo cho người thứ hai. A, à, Hạ Thi Quân nhất thời hét lên, ngươi còn nói ta muốn giết ngươi, Hạ Thi Quân tăng nhanh tốc độ, nữ nhân này tương đối không đơn giản, dưới chân xuất hiện một đạo năm màu tiên quang, nàng dẫm lên năm màu tiên quang rất nhanh bay về phía Lâm Phong. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Lâm Phong, Luân Hồi Tiên Tông cũng là yêu nghiệt xuất hiện lấp lấp địa phương a. Hạ Thi Quân này có thể trở thành thập đại tiên tử một trong. Tự nhiên không riêng gì bởi vì nàng rất xinh đẹp, thực lực của nàng cũng dị thường cường đại, tốc độ lại càng là nhanh đến để cho Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Đuổi theo, Hạ Thi Quân một trưởng hướng phía Lâm Phong chém giết mà đi. Lâm Phong quay người tránh né tới, Tiểu Quân Quân không muốn dữ dội như vậy ba ba được không chúng ta đồng môn trong đó hẳn là còn nhiều xâm nhập giao lưu một chút cảm tình mà không phải chém chém giết giết đó a à. lâm phong cười nhìn về phía hạ thi quân tiểu quân quân hạ thi quân nhất thời nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng kêu lên ai bảo ngươi như vậy xưng hô ta sao có tin ta hay không đem đầu lưới của ngươi cắt bỏ a à? tiểu quân quân thật sự là không nghĩ tới a à, ngươi xinh đẹp như vậy bề ngoài phía dưới dĩ nhiên là một quả cỏ cái đồng dạng nội tâm không muốn bạo lực như vậy bằng không mà nói cẩn thận không gả ra được lâm phong tiếp tục nói ta muốn làm thịt ngươi hạ thi quân bị lâm phong khí sắp nổ lên bản thân hạ thi quân liền không phải một cái hảo tính tình nữ nhân không thể nói điêu ngoa cũng nói không hơn vì hứng chính là đơn thuần tính cách hỏa bạo ghét ác như cừu cho nên tại tông môn bên trong cũng không có ai dám đắc tội hạ thi quân hạ thi quân nâng lên tay phải chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra tới một cái to lớn năng lượng quang cầu. Viên kia năng lượng quang cầu hơn nữa vẫn còn không ngừng biến lớn. Không có bao lâu thời gian, viên kia năng lượng quang cầu đã mở rộng đến phương viên trăm mét. Oanh, hạ thi quân tế ra trong tay năng lượng quang cầu hướng phía lâm phong đập tới. Năng lượng quang cầu trực tiếp bạo tạc, cuồng bạo bạo tạc năng lượng đem lâm phong cho nổ bay ra ngoài. Thật lớn như thế động tĩnh xung quanh không ít đệ tử cũng bị kinh động, nhao nhao từ đằng xa bay tới. Lâm Phong cũng bị chọc giận, hắn hung dữ nhìn về phía Hạ Thi Quân, nói, ngươi này nữ nhân điên, ta không chấp nhận với ngươi, ngươi còn được một tức lại muốn tiến một thước có phải hay không? Không phải là nhìn ngươi sao, hôm nay lão tử ta không chỉ có muốn xem ngươi, còn muốn đem ngươi lấy hết. Đồ vô sỉ, hôm nay ta liền để cho ngươi làm không thành nam nhân. Hạ Thi Quân hung dữ kêu lên, ha ha, phải không, đợi tí nữa ta để cho ngươi biến thành nữ nhân chân chính. Lâm Phong rất nhanh hướng phía Hạ Thi Quân bay đi. Hạ Thi Quân bị tức sắc mặt xanh mét, một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình, nàng cũng xông về phía Lâm Phong, trong tay ngọc, ngưng tụ ra tới một tòa tiên sơn. Chỉ thấy này tòa tiên sơn bay ra, rất nhanh biến lớn. Từ trên trời giáng xuống, muốn đã chân áp Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc hờ hứng, một quyền quét ra ngoài, trực tiếp nứt vỡ Hạ Thi Quân ngưng tụ ra tới tiên sơn, sau đó, hắn rất nhanh vào tới Hạ Thi Quân trước người, trực tiếp chộp tới Hạ Thi Quân. Hạ thi quân chấn động, căn bản không có nghĩ đến Lâm Phong vậy mà như thế lợi hại. Ngày nay muốn tránh né tránh né cũng đã đã chậm, cho nên hạ thi quân liền lần nữa ngưng tụ ra tới một chiêu thần thông. Chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay xuất hiện rậm rạp chẳng chịt năng lượng sợi tơ. Đây là đại triển nhiễu thuật, Lâm Phong cũng hiểu được cái này tam thiên đại đạo. Thấy được hạ thi quân thi triển ra đại triển nhiễu thuật Lâm Phong liền biết nàng muốn dùng đại triển nhiễu thuật cái này tam thiên đại đạo trói buộc lại chính mình. Nhưng Lâm Phong cong ngón búng ra, thiên hỏa bay ra, trong chớp mắt đem đại triển nhiễu thuật ngưng tụ thành năng lượng sợi tơ đốt cháy sạch sẽ. Mà sau đó tay phải của Lâm Phong rất nhanh hướng phía hạ thi quân điểm. Hắn chỉ điểm một chút tại hạ thi quân nơi ngực trái. Trong nháy mắt, hạ thi quân trong cơ thể pháp lực đã bị đánh tan. Sau đó Lâm Phong đem hạ thi quân trực tiếp gánh tại trên bờ vai. Hạ thi quân không nghĩ tới nàng sẽ bị Lâm Phong dễ dàng như thế bắt. Nàng kịch liệt rằng co, người hỗn đản, nhanh lên thả ta xuống, bằng không mà nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. ba ba ba, lâm phong trực tiếp tại hạ thi quân vỉnh lên trên mông liên tục vỗ ba bàn tay, hạ thi quân khuôn mặt nhất thời đỏ có thể nhỏ ra huyết. thời điểm này lâm phong nói cũng đã đã trở thành tù nhân lại vẫn dám uy hiếp thiếu gia ta, lá gan không nhỏ a. À. hạ thi quân nội tâm hận đến ngứa răng, nhưng hiện giờ nàng cũng biết cục diện gây bất lợi cho nàng, cho nên hạ thi quân liền quyết định trước cùng lâm phong giảng hòa, đợi đã thoát khốn còn muốn biện pháp trừng trị lâm phong. Nhưng Hạ Thi Quân còn không có mở miệng nói chuyện, thời điểm này Lâm Phong cũng đã mở miệng nói, không muốn nghĩ đến đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng không muốn nghĩ đến để cho thiếu gia ta thả ngươi, làm sai chuyện liền cần chịu trừng phạt, nay thiên thiếu gia ta muốn cùng ngươi động phòng. Hạ Thi Quân khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, thời điểm này nàng nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đệ tử bay tới, Hạ Thi Quân nhất thời liền cao giọng kêu lên, chư vị sư huynh sư đệ, mau lại đây cứu ta a à, cái này dâm. Tặc muốn không lễ ta, là thi quân tiên tử rất nhanh mọi người liền thấy được bị lâm phong khiêng trên bờ vai nữ tử là ai nhất thời từng cái một sắc mặt đại biến hạ thi quân với tư cách là luân hồi tiên tông thập đại tiên tử một trong người ngưỡng mộ vô số a không biết bao nhiêu người đem hạ thi quân trở thành nữ thần hiện giờ thấy được chính mình nữ thần bị một người nam nhân khiêng trên bờ vai rất nhiều người đều nhanh cũng bị tức điên ác tặc còn không mau một chút buông ra thi quân tiên tử không còn buông ra thi quân tiên tử tin hay không chúng ta muốn mạng ngươi. Rất nhiều người đều nổi giận đùng đùng chửi bậy lên, hạ thi quân nội tâm có chút nhỏ đến ý, nhìn ngươi thả không tha ta, nếu là không thả, liền chờ bị quần chiến A, ô, là hỏa vô tiên tử, liên nguyệt tiên tử các nàng tới, lâm phong chỉ hướng xa xa. Nghe được hỏa vô tiên tử cùng liên nguyệt tiên tử đến nơi, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Này hai vị tiên tử đi đến ở đâu đều biết trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Thế nhưng là mọi người hướng phía Lâm Phong chỉ phương hướng nhìn lại thời điểm, chỗ đó trống không, nơi đó có Hỏa Vũ Tiên tử cùng Liên Nguyệt Tiên tử. Trong nháy mắt, mọi người liền biết mình bị Lâm Phong cho trêu đùa một phen. Từng cái một lửa giận đốt cháy nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, lại phát hiện Lâm Phong đã biến mất không thấy. Ở bên kia, có người chỉ hướng đã bay ra ngoài hơn 10 dặm xa Lâm Phong cao giọng kêu lên. "Vô Sỉ, ngươi Vô Sỉ!" Hạ Thi Quân khí mắng to lên lâm phong vừa mới lừa dối rồi đám kia đệ tử nhìn căn bản cũng không có xuất hiện hỏa vũ tiên tử cùng liên nguyệt tiên tử một đám người thật sự bị lừa rồi mà lâm phong chính là bắt lấy cơ hội này từ từ vọt ra tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh trong nháy mắt liền bỏ rơi một đám đệ tử điều này làm cho hạ thi quân vô cùng tức giận không ngừng mắng lâm phong lâm phong bĩu môi nói không phải là ta vô sỉ là đám người kia quá ngu xuẩn không chỉ có ngu xuẩn hơn nữa đều là sắc côn đồ Nghe được Hỏa Vũ Tiên tử cùng Liên Nguyệt Tiên tử về sau con mắt đều thẳng, người trông cậy vào bọn họ như vậy một đám mặt hàng cứu ngươi, đây không phải là mơ mộng hão huyền sao? Chương 1830, bại hoại, ngươi đến cùng thế nào mới thả ta đi? Ta hướng ngươi xin lỗi được không? Ngươi liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này a. À. Lúc này Hạ Thi Quân cũng sợ, rơi vào Lâm Phong trong tay, nàng thực sợ Lâm Phong người này đối với nàng làm ra tới một ít gì chuyện táng tận thiên lương đến lúc sau muốn khóc cũng không có chỗ khóc a à, lâm phong căn bản không có động tính đắc y nói như vậy sao được chứ người biết bao nhiêu người đem bắt được thập đại tiên tử bên trong một loại vị tiên tử tâm hồn thiếu nữ trở thành nhân sinh nỗ lực mục tiêu sao hiện giờ ta muốn thành công làm được điểm này đương nhiên không thể thả ngươi đi hạ thi quân nhanh chóng nói ngươi là không thể nào bắt được ta tâm hồn thiếu nữ ta đối với ngươi không có, có bất kỳ hứng thú gì lâm phong thì là nói ta mới không quan tâm ngươi bây giờ cái gì ý nghĩ đâu đợi gạo nấu thành cơm đến lúc sau người còn không phải muốn thành thành thật thật đi theo ta không muốn người không thể đối với ta như vậy Hạ Thi Quân sợ tới mức khuôn mặt trắng xám Lâm Phong nhếch miệng cười cười nói ta biết các người nữ nhân đều là tâm là miệng không ngoài miệng nói qua không muốn nội tâm kỳ thật là mười phần chờ mong Hạ Thi Quân nhất thời khóc không ra nước mắt ai mong đợi ai chờ mong ai là khốn kiếp Lâm Phong đem Hạ Thi Quân khiêng trở về núi hoang Hạ Thi Quân giật mình kêu lên đây không phải quy ra địa phương sao? Ta biết, ngươi là quy gia thu kia cái đổ đệ. Hạ thi quân cũng nghe nói quy gia thu một cái đồ đệ, lúc ấy còn nói thầm là cái nào thằng xui xẻo bị quy gia thu làm đồ đệ. Hiện giờ chính mình lại rơi vào lúc trước chính mình nói thầm kia cái thằng xui xẻo trong tay. Hạ thi quân đột nhiên cảm giác được thật sự là tạo hóa trêu người A. Không sai, ta chính là quy gia mới đồ đệ, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Rất tiêu sái, rất có mị lực, không sai, ta chính là như vậy một cái khác người nam nhân, ta chính là thiên tuyển chi tử, ta nhất định lưu danh bách thế, vang dội cổ kim. Lâm Phong Dương Dương đắc y nói, ta nhổ vào, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hạ thi quân không khỏi trợn trắng mắt, Lâm Phong thì là nói, ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi, làm sao lại không biết xấu hổ. Hắn khiêng hạ thi quân đáp xuống trên núi hoang, phát hiện quy ra cũng không ở nơi này, cũng không biết chạy đến đi địa phương nào. Ha ha, sư phó không ở, vừa vặn cho chúng ta kiến tạo hai người thế giới, người gọi A, gọi phá yết hầu cũng không có người đến cứu ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, khiêng hạ thi quân hướng phía gian phòng của mình đi đến. Cứu mạng A, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi, ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng A. Hạ thi quân cầu khẩn, nguyên lai nữ thần phạm đã sớm ném đến lên chín tầng mây đi, hiện tại hạ thi quân thầm nghĩ vội vàng từ Lâm Phong trong tay chạy đi. Tiểu quân quân, cái này không thể được, Ta đã ngưỡng mộ ngươi thời gian rất lâu, sao có thể khinh địch như vậy thả ngươi đi đâu này?" Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói, khiên Hạ Thi Quân tiến nhập hắn cư trú trong cung điện. Mà lúc này đây, bên ngoài cũng sớm đã bùng nổ nồi. Thập đại tiên tử một trong Hạ Thi Quân bị một cái tông môn bại hoại cướp đi. Kia cái tông môn bại hoại không biết muốn đối với Hạ Thi Quân làm cái gì hèn hạ vô sỉ, chuyện táng tận thiên lương nha. Hạ Thi Quân thế nhưng là vô số người trong suy nghĩ nữ thần a mọi người làm sao có thể nhìn nhìn hạ thi quân bị kia tên bại hoại cặn bã hư mất thanh danh nha ta nhận thức kia tên bại hoại cặn bã tên kia chính là quy gia đệ tử lâm phong cái gì hắn chính là quy gia đệ tử vậy gia hỏa không chỉ là quy gia đệ tử hơn nữa còn là mấy năm trước leo lên thánh tổ sơn người kia yêu nghiệt quản lý hắn là ai đâu cũng dám dưới ban ngày ban mặt cướp đi thi quân tiên tử hôm nay chúng ta nhất định phải thanh lý môn hộ không sai nhất định phải thanh lý môn hộ trước cứu ra thi quân tiên tử sau đó đem kia tên bại hoại cặn bã đánh cho bị dày vò, cuối cùng lại đem hắn trục xuất sư môn. hắn là quy gia đệ tử, chúng ta có thể di động hắn không được, chỉ sợ trưởng giáo tiên tôn cũng không dám đưa hắn trục xuất sư môn. vô pháp trục xuất sư môn liền đem hắn đánh bán thân bất loại. vậy tiểu tử nhất định quay về núi hoang, đi núi hoang chắn hắn. vậy thế nhưng là quy gia địa phương, không muốn sống nữa sao? quy gia mấy ngày trước đây đi ra, một mực không có trở lại ha ha trời trợ giúp chúng ta đi đi núi hoang chắn tiểu tử kia trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp đám người tuôn hướng núi hoang phương hướng này trên nửa đường có rất nhiều xuất hiện mọi người không minh bạch chuyện gì xảy ra liền hỏi thăm một phen thế mới biết nguyên lai là quy gia đồ đệ lâm phong khiêng đi thi quân tiên tử rất có thể muốn đối với thi quân tiên tử làm cái gì đạo đức không có sự tình rất nhiều tiên môn đệ tử nghe xong trực tiếp thiếu chút nữa không có bị tức chết thơ quân nữ thần a nếu thật là bị kia tên bại hoại cặn bã, rất nhiều người quả thật không dám tưởng tượng a. À. Sau đó càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập vào, không có bao lâu, liền tụ tập mấy vạn danh thiên môn đệ tử. Đả đảo bại hoại, còn luân hồi tiên tông một cái ban ngày ban mặt, có người la lớn, đón lấy vô số đệ tử đều đồng thanh hô lên, đả đảo bại hoại. Còn luân hồi tiên tông một cái ban ngày ban mặt, mấy vạn danh đệ tử một chỗ hô to, quả thật thanh thế trấn thiên. Mấy vạn danh đệ tử cuối cùng đi tới núi hoang nơi này, Đà đảo bại hoại, còn luân hồi Tiên tông một cái ban ngày ban mặt, những đệ tử này tiếp tục la lớn, đem núi hoang cho vây. Bại hoại, nhanh lên xuất ra, đem thi quân tiên tử giao ra đây. Vô số đệ tử cũng gọi quát lên, nhưng trong núi hoang lại không có có bất cứ động tĩnh gì. Một chỗ xông vào, đem kia bại hoại tìm ra, nếu là đã chậm thì quân tiên tử sợ là trong sạch khó bảo toàn. Rất nhiều người kêu to lên, sau đó rất nhiều đệ tử xông về phía núi hoang, ong nhưng lúc này núi hoang phát ra khủng bố ba động núi hoang rậm rạp lấy cường đại cấm chế hiện giờ những cái này cấm chế toàn bộ mở ra đem núi hoang bao phủ ở bên trong lui nhanh lên lui này nhất định là quy ra bố trí cấm chế hiện giờ bị bại hoại mở ra ngàn vạn không muốn đụng vào những cái này cấm chế bằng không mà nói không chết cũng trọng thương có đệ tử cao giọng kêu lên nguyên bản phóng tới cấm chế rất nhiều người rất nhanh lui về phía sau bại hoài người chỉ cần đem thi quân tiên tử giao ra đây chúng ta liền đem sự tình gì cũng không có phát sinh nếu là không giao ra đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí chúng ta nhất định sẽ đi chấp pháp điện đem ngươi việc ác hình dáng cáo đi lên dù cho ngươi là quy gia đồ đệ đến lúc sau quy gia cũng không giữ được ngươi có đệ tử cao giọng uy hiếp kêu lên thế nhưng trong núi hoang vẫn không có bất kỳ đáp lại rất nhiều người vô cùng sốt ruột bởi vì kéo thời gian càng lâu đối với thi quân tiên tử liền càng thêm bất lợi bại hoại hiện tại ngươi thả thi quân tiên tử xuất ra còn kịp bởi vì chúng ta đã phái người đi linh trận phong thỉnh một vị tinh thông trận pháp sư huynh đến đây phá trận, nếu ngươi phải không đem thi quân tiên tử phóng xuất, đợi vị kia sư huynh đến nơi phá vỡ đại trận, đừng trách chúng ta chúng ta không niệm tình đồng môn. Lại có nhân đại âm thanh kêu lên, mặc kệ những người này như thế nào uy hiếp Lâm Phong. Trong núi hoang còn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Chương 1831, khi đến nổ lên hạ thi quân. Sau nửa canh giờ, linh trận phong đệ tử rốt cục đến nơi. Vị này đệ tử gọi là Trương Lỗ rõ ràng, chính là một người trận pháp tông sư cấp bậc đệ tử. Tại Luân Hồi Tiên Tông một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, người này trận pháp tạo nghệ tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên ba. Hơn nữa Trương Lỗ này rõ ràng hay là hạ thi quân người theo đuổi. Cho nên nghe nói hạ thi quân bị lâm phong khiêng sau khi đi, Trương Lỗ rõ ràng nhanh chóng đi tới núi hoang nơi này. Trương Sư Huynh tới, rất nhanh là có thể phá trận, đợi phá đại trận, nhất định phải tiểu tử kia đẹp mắt rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi nói trương lỗ rõ ràng thần sắc âm trầm hướng phía núi hoang lao đi thời điểm này hạ thi quân tử trong cung điện đi ra thi quân tiên tử ra rất nhiều người cao giọng kêu lên thi quân tiên tử tiểu tử kia không có đối với ngươi làm chuyện gì a à? rất nhiều người đều quan tâm mà hỏi hạ thi quân nổi giận đùng đùng nói đương nhiên không có đối với ta làm chuyện gì ta hiện tại đã không sao các ngươi đều nhanh chóng rời đi a à? để cho chúng ta rời đi rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau trương lỗ nói rõ nói thơ quân chúng ta cùng nơi rời đi thôi tiểu tử kia không phải là vật gì tốt hẳn là tận lực cách hắn xa một chút đúng vậy a tiên tử nhanh lên rời đi núi hoang a ngươi không cần sợ chúng ta nhất định sẽ vì ngươi trút giận được rất nhiều người kêu ầm lên hạ thi quân nói ta còn có chuyện cùng tên kia nói đợi nói xong về sau lại rời đi các ngươi không cần ở chỗ này chờ đợi nói xong hạ thi quân liền quay trở về trong cung điện rất nhiều người có cảm giác không đúng a. À. Lúc trước Hạ Thi Quân hay là một bộ hận không thể đem Lâm Phong phanh thây xé xác bộ dáng. Hiện tại Hạ Thi Quân thái độ đối với Lâm Phong tựa hồ phát sinh 180 độ đại chuyển biến a. Thi Quân tiên tử sẽ không bị bại hoại, một người đệ tử nói, nhưng người này đệ tử nói đến một nửa liền không có tiếp tục nói hết. Đại nhà đều minh bạch người này đệ tử muốn nói điều gì. Hạ Thi Quân từ bị Lâm Phong bắt đi đã không sai biệt lắm một canh giờ. Thời gian dài như vậy, chuyện nên làm, đã sớm phải làm đã xong, không có khả năng, làm sao có thể đâu, thì quân tiên tử thần sắc như thường, không giống xảy ra chuyện gì đặc biệt sự tình khác a. À. Người biết cái gì, nữ nhân biết, nhất che giấu chính mình rồi, thì quân tiên tử cùng kia bại hoại lúc trước lại không có giao tình gì, bọn họ có thể có chuyện gì nói. Ta xem nhất định là bại hoại đối với thơ quân hiện tại làm chuyện táng tận thiên lương, sau đó gạo nấu thành cơm, cho nên thi quân tiên tử mới đưa chúng ta đuổi đi. Rất nhiều đệ tử đều đều nghị luận, nhất thời từng cái một vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt đều tại phóng hỏa. Các ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn bại hoại thi quân tiên tử thanh danh. Cũng có rất nhiều đệ tử lạnh giọng nói, bọn họ tin tưởng lời của thi quân tiên tử, thi quân tiên tử nếu như nói nàng không có việc gì. Vậy chứng minh thật sự không có việc gì, này hai nhóm người vậy mà ở bên ngoài trực tiếp tranh giành dùm ben Hạ thi quân trở lại trong đại điện, một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu tình nhìn về phía lâm phong. Người can đảm nô tài, cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nhìn chủ nhân của mình, là không phải là muốn bị chủ nhân trừng phạt một phen. Xem ra ngươi rất có thụ ngược đãi khuynh hướng a." Lâm Phong nhìn về phía Hạ Thi Quân, giống như cười mà không phải cười nói. "Hạ Thi Quân cái này khí a, nàng đường đường luân hồi Tiên Tông thập đại tiên tử một trong, vô số người trong suy nghĩ nữ thần. Hiện giờ vậy mà lưu lạc đã trở thành một người nô tài." Điều này làm cho Hạ Thi Quân hận không thể đem Lâm Phong một ngụm cho cắn chết. Nàng hung dữ nói: người mới có thụ ngược đãi khuynh hướng đâu người cái này biến thái lâm phong không lời nói ta ở đâu biến thái a à? ta thậm chí cũng không có đụng ngươi chỉ là để cho ngươi cho ta ba ngày nô tài ngươi có phải hay không mười phần thất vọng a à? cho nên mới cố ý tới khiêu khích bổn thiếu ra nếu như nói như vậy kia bổn thiếu ra ta sẽ thành toàn ngươi hôm nay liền cùng ngươi động phòng lâm phong nói qua liền đứng dậy hướng phía hạ thi quân đi đến hạ thi quân ở dưới thét lên liên tục ta sai rồi ta nhận lầm ngươi liền tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta, ngươi cũng dám tại chủ nhân của mình trước mặt nói ta. Ngươi phải nói nô tài không dám, xin chủ nhân tha thứ nô tài lần này a. À. Nói một câu để cho thiếu gia ta nghe một chút, Lâm Phong thản nhiên nói. Hạ Thi Quân đôi bàn tay trắng như phấn đều nắm ở cùng một chỗ, cũng sắp muốn nhịn không được nhào tới cùng Lâm Phong liều mạng. Chính mình thế nhưng là nữ thần cấp mỹ nữ a, à. người nam nhân nào thấy chính mình, không phải là vẻ mặt ái mộ hơn nữa chính mình hay là tông môn thánh nữ a cao cao tại thượng thân phận bây giờ lại muốn tự xưng nô tài còn muốn xưng trước mắt tên khốn kiếp này vì chủ nhân điều này làm cho hạ thi quân hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hạ thi quân biết hiện giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hạ thi quân nội tâm hung dữ nghĩ đến bản tiên tử trước nhịn ngươi tên khốn kiếp này đợi bản tiên tử thoát khốn nhìn bản tiên tử như thế nào trừng trị ngươi hạ thi quân nội tâm mắng lâm phong một phen cảm giác tâm tình tốt lên rất nhiều sau đó nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói nô tài biết sai rồi cầu chủ nhân tha thứ nô tài nhìn nhìn vô số người trong suy nghĩ nữ thần ở trước mặt mình tự xưng nô tài loại cảm giác này quả thực không sai lâm phong ngồi ở trên ghế nói qua cho bổn thiếu ra đấm bóp chân hạ thi quân thật vất vả nhìn xuống lửa giận lại vụt 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 chạy trốn đi lên tên khốn kiếp này như thế nào càng ngày càng quá mức hiện tại để cho xoa chân chờ một lát có thể hay không còn có càng quá mức yêu cầu, nếu không cùng nàng liều. Bất quá bây giờ lấy cái gì cùng nàng liều a pháp lực cũng bị tên khốn kiếp này cho phong ấn. Hạ thi quân đành phải ngoan ngoãn đi tới Lâm Phong trước người, nửa quỳ trên mặt đất, giúp đỡ Lâm Phong xoa chân. Chật chật, thật sự là xinh đẹp, Lâm Phong không khỏi tán thưởng một phen, có thể tại vô số tuyệt đại tao nhã mỹ nữ trong hàng đệ tử chỗ hết tài năng trở thành thập đại tiên tử một trong. Hạ thi quân đẹp, Tự nhiên là loại kia xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông, làm cho người ta không dám đi nhìn thẳng được đẹp. Hừ, Hạ Thi Quân không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có cho Lâm Phong sắc mặt tốt nhìn. Phía ngoài đệ tử cũng không có rời đi, bầu trời tối đen thời điểm mọi người phát hiện Hạ Thi Quân cũng không có xuất ra, rất nhiều người nhất thời liền cảm giác tình huống tựa hồ thật sự không thích hợp a. À. Dù cho trao đổi sự tình, cũng không cần trao đổi dài như vậy a. À. Cái này Trương Lỗ rõ ràng ngồi không yên, tiến đến phá trận. Nhưng quy ra bố trí đại trận, như thế nào một cái chương lỗ rõ ràng có thể phá giải? Toàn bộ tông môn, có thể phá giải quy ra đại trận người, sợ là cũng tìm không đến một người. Dù cho Lâm Phong cũng không cách nào phá giải, cứ như vậy, ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Hạ thi quân khôi phục tự do, tiểu quân quân, người biết ta cỡ nào không bỏ được người rời đi sao? Nếu không chờ đi, ở lại đây đi, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hạ thi quân. Hạ Thi Quân hận không thể hiện tại liền đem Lâm Phong cho đạp chết. Ba ngày nay đối với nàng mà nói quả thật chính là ác mộng đồng dạng ba ngày. Ai là tiểu quân quân? Đừng cùng bản tiên tử lôi kéo làm quen. Hạ Thi Quân chừng mắt nhìn về phía Lâm Phong, ngươi chờ, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Nói xong Hạ Thi Quân liền lướt đi đại điện. Thi Quân tiên tử ra, rất nhiều người kêu lên. Tiên tử, Lâm Phong kia tên bại hoại cặn bã không có đối với ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận tình a? À. Có người hỏi cút xa một chút, hạ thi quân gào thét lên tiếng, hướng phía xa xa bay đi, nháy mắt biến mất vô tung. chương 1832, thiên địa đem biến. Hạ thi quân tại núi Hoang Cung Điện cùng Lâm Phong dừng lại ở một chỗ ba ngày ba đêm sự tình tại trong tông môn truyền xôn sao. Rất nhiều người đều cảm thấy nhất định là Lâm Phong đối với hạ thi quân làm xảy ra điều gì chuyện táng tận thiên lương. Hạ thi quân cuối cùng mới có thể khuất phục, sau đó lựa chọn tại núi Hoang Cung Điện tiếp tục chờ đợi 3 ngày thời gian về phần trong lúc này chuyện gì xảy ra rất nhiều người não đại động khai mở dù sao nói cái gì đều có đương nhiên cũng có không ít người lựa chọn tin tưởng hạ thi quân bọn họ không tin hạ thi quân thật sự cùng lâm phong phát sinh tính thực tế quan hệ có thể hạ thi quân tại núi hoang cung điện chờ đợi ba ngày thời gian lại là sự thật không cần tranh luận ba ngày đủ để phát sinh quá nhiều chuyện hơn nữa còn là cô nam quả nữ dừng lại ở một chỗ không ít người hy vọng hạ thi quân có thể xuất ra giải thích một chút nhưng hạ thi quân nhưng vẫn không có hiện thân rất nhiều người vô cùng phẫn nộ mắng to lâm phong là một bài hoại vậy mà cưỡng ép bắt đi bọn họ nữ thần thi quân tiên tử còn đối với thi quân tiên tử làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình càng ngày càng nhiều đệ tử vòng vây ở núi hoang không ngừng chửi bậy nhưng lâm phong một mực không có xuất hiện thời điểm này vừa vặn quy ra tới thấy được quy ra tất cả mọi người sợ tới mức chạy chối chết bà mẹ nó tiểu tử ngươi được a lúc này mới vừa tới tiên tông vài năm a vậy mà liền đem một người tiên tử cua được tay có vi sư lúc tuổi còn trẻ phong phạc bất quá người trẻ tuổi tuy có thể làm bừa nhưng là muốn thích hợp tiết chế một chút quy gia vỗ vỗ bờ vai lâm phong ngữ khí thành khẩn nói lâm phong trợn trắng mắt nói không nên nghe bên ngoài những người kia nói hưu nói vượt hạ thi quân làm đồ đệ ta ba ngày nha hoàn mà thôi cái gì khác cũng không có phát sinh quy gia nói vi sư cho ngươi giảng một cái chuyện xưa a à. lâm phong gật gật đầu quy gia nhếch miệng nói có một ngày một nam một nữ hai người tu sĩ xuất ngoại rèn luyện, hai người này là sư huynh muội hơn nữa còn là tình lữ quan hệ, khách điếm chỉ còn lại một gian phòng, sau đó hai người liền ở lại với nhau, cô gái này ra mặt mỏng, cho nên trước khi ngủ tại giường chính giữa thả một giường chăn, mền, sau đó cô gái này liền đối với người con trai này nói, sư huynh A, à, ngươi buổi tối lúc ngủ không hứa việt qua chăn, mền, bằng không mà nói ngươi chính là cầm thú. Người con trai này trong nội tâm vừa nghĩ, sư muội không cho ta lướt qua chăn, mền, Ý tứ chính là không cho ta đụng nàng a, à, người con trai này buồn bực nửa ngày, sau đó ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai lên thời điểm, người con trai này nhìn nữ tâm tình tựa hồ không tốt lắm, liền hỏi cô gái này vì tâm tình gì không tốt. Nữ cho người con trai này một trường, nam hoan uổng a, à, vì vậy hỏi nữ vì cái gì đánh hắn, cô gái này liền mắng một câu không bằng cầm thú. Quy ra nói xong liền cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong không khỏi trợn trắng mắt chính mình một tiện nghi sư phó là quanh co lòng vòng chửi mình không bằng cầm thú A. Hôm nay thời điểm tiên hạc đồng tử đi tới Lâm Phong nơi này. Thấy được Lâm Phong, tiên hạc đồng tử nói, sư huynh, là hạ sư tỷ để cho ta tới tìm ngươi, nàng để cho ta cho ngươi biết, ngày mai lúc chiều cho ngươi đi nàng thơ quân cung, nàng muốn triệt để giải quyết ân oán giữa các ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, nói, không có vấn đề, ngươi trở về đi báo cho hạ thi quân, ta ngày mai nhất định đến tiên hạc đồng tử liền nhanh chóng trở về đi hướng hạ thi quân bẩm báo đi. Tối hôm đó thời điểm, quy ra đứng ở trước cung điện, nhìn lên đầy trời tinh thần. Hắn nhíu mày, nói, phải đổi ngày. Không có A, à, tinh thần dậm rạp, không thấy mây đen, không giống như là phải đổi thiên bộ dáng. Lâm Phong không khỏi nói, quy ra không có nói cái gì nữa, trở lại chính mình cư trú trong cung điện. Hôm sau, Lâm Phong phát hiện quy ra vậy mà đã rời đi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đêm qua quy ra theo như lời phải đổi ngày những lời này hàm nghĩa những lời này hiển nhiên còn đã bao hàm một ít đặc thù hàm nghĩa đến cùng ở đâu phải đổi ngày lâm phong tự nói hắn cảm giác nhất định là địa phương gì đã xảy ra chuyện chính mình một tiện nghi sư phó để mình một ngực nhìn không thấu lâm phong trung quy cảm giác hắn cái này tiện nghi sư phó trên người đã ẩn tàng quá nhiều bí mật rất nhiều chuyện ta nhất định vô pháp tham dự vào lâm phong không khỏi lắc đầu hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, quy ra cái này tiện nghi sư phó không có đem chuyện này tự nói với mình, là bởi vì chính mình tu vi không đủ. Lúc chiều, Lâm Phong đi đến thơ quân cung, này thơ quân cung là hạ thi quân trở thành thánh nữ thời điểm tông môn vì nàng tu kiến. Tất nhiên vị cùng thân phận biểu tượng, Lâm Phong vừa mới xuất ra không có bao lâu, liền có đại lượng đệ tử xuất hiện, đưa hắn cho vây. Lâm Phong, người tên bại hoại này, đối với thi quân tiên tử làm cái gì? Rất nhiều người gào thét lên tiếng. Lâm Phong bĩu môi, quan các người điều sự. Thảo, ẩu hắn, có người kêu lên, rất nhiều người cũng muốn xuất thủ. Chậm đã, Lâm Phong la lớn, người còn có lời gì muốn nói. Rất nhiều đệ tử nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nói, kỳ thật cái gì cũng không có phát sinh. Lừa gạt quỷ đâu này, cái gì không có phát sinh, thì quân tiên tử hội ở chỗ của người đợi ba ngày thời gian có người lạnh giọng nói. Cũng không tin tưởng lời của Lâm Phong, Lâm Phong không lời nói, nếu như các ngươi không tin ta vì sao vừa muốn hỏi ta xảy ra chuyện gì có phải hay không các người có bệnh a à? tiểu tử lại vẫn dám trào phúng chúng ta đưa hắn đánh cho bị dày vò lại nói có người kêu lên đang âm thầm mang tiết tấu muốn đối với lâm phong bày mà công chi lâm phong cười lạnh nói tiên tông đệ tử khi nào biến thành một đám phố phường lưu manh nếu là có người bất mãn đại khái có thể khiêu chiến ta quần chiến thật sự là buồn cười cũng không sợ mất mặt truyền tới các ngươi sư tôn trong lỗ tai, các ngươi những người này nhất định bị tông môn buông tha cho, bởi vì các ngươi chính là một đám phế vật. Ngươi nói ai phế vật đâu này, ngươi tên bại hoại này cũng muốn nói chúng ta là phế vật. Rất nhiều người chửi bậy lên, đối phó ta một người dẫn đầu nghĩ đến chính là quần công ta, mà không phải một mình khiêu chiến ta, các ngươi không phải là phế vật là cái gì? Thiếu gia ta đem lời để ở chỗ này, liền các ngươi bọn này phế vật, nhiều hơn nữa tới gấp 10 người, thiếu gia ta giết chết các ngươi cũng như là giết chết một đám con kiến đồng dạng đơn giản, nếu không phải bởi vì các ngươi cũng là luân hồi tiên tông đệ tử, các ngươi bọn này phế vật đã sớm biến thành người chết rồi. Lâm Phong lớn lối vô cùng kêu lên, xung quanh đệ tử quả thật cũng bị tức điên đồng dạng, Lâm Phong thật sự là quá kiêu ngạo. Bọn họ chưa từng có gặp qua lớn lối như thế người. Tiểu tử, ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngược. Tiếng cười lạnh truyền ra, một người ăn mặc trường bào màu tím đệ tử đi ra là vương mục vũ, hắn thế nhưng là đệ tử hạch tâm bên trong bài danh đệ tam cường giả A, lập tức muốn tấn trước thánh tử. Ha ha, vương sư huynh xuất thủ, lâm phong tên bại hoại này xác định vững chắc không phải là đối thủ của vương sư huynh, ta đã không thể chờ đợi được thấy được hắn bị vương sư huynh dẫm nát dưới lòng bàn chân thời điểm biểu tình, đến lúc sau xem hắn có phải hay không còn như hiện tại đồng dạng lớn lối. Trường 1833, một quyền quật ngã. Lâm Phong, ta nghe nói qua, thiên phú kinh người, Thậm chí kinh động đến chư vị lão tổ, thế nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực, từ xưa đến nay, ít nhiều kinh tài tuyệt diễm hạng người, mất đi tại mọi người vậy, này đủ để nói rõ quá nhiều nội dung. Hiện giờ người tự cho là có một chút thực lực, tựa như này không coi ai ra gì, ngang ngược càn dỡ, mà còn đối với tông môn nữ đệ tử làm ra như vậy chuyện đáng tận thiên lương, hôm nay, ta nếu không phải xuất thủ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút hiện giờ phát sinh ở tiên môn bên trong sự tình lan truyền ra ngoài, chúng ta mặt mũi của luân hồi tiên tông đều không có chỗ thả. Vương Mục Vũ lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phong, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, trước đem chính mình đặt mình trong tại đạo đức trí cao đốt tới gian dậy Lâm Phong. Dường như hắn làm hết thảy đều là chính xác, Lâm Phong thản nhiên nói, thật sự là hoài nghi, bằng các người đám người kia chỉ số thông minh làm thế nào gia nhập tông môn, nói ta cùng với tiểu quân quân trong đó cũng không có phát sinh chuyện gì, hết lần này tới lần khác không tin, còn nghĩ mình nói vĩ đại như vậy, đem thiếu ra ta dáng chức không đáng một đồng, để ta cảm giác được hết sức buồn cười, biết các ngươi những người này vì cái gì chỉ là tông môn phổ thông đệ tử sao. Nguyên nhân chính là quá ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, muốn tại tiên môn bên trong chỗ hết tài năng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Xung quanh đệ tử quả thật sắp bị tức nổ, từng cái một hận không thể đem lâm phong một trưởng chụp chết. Vương Sư Huynh, nhanh lên giáo huấn tên bại hoại này chúng ta đều ủng hộ ngươi, không sai vương sư huynh, tốt nhất đem tên bại hoại này cho đánh cho tàn phế. Đây quả thực là vì dân trừ hại A, không biết có thể cứu vãn ít nhiều vô tội nữ tử tiếp tục chịu tên bại hoại này hãm hại. Rất nhiều người kêu lên, vương mục vũ nói, chư vị yên tâm, ta sẽ nhượng cho này bại hoại chịu xứng đáng trừng phạt. Lập tức vương mục vũ nhìn về phía lâm phong, nói, tránh nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta trước hết để cho ngươi 10 chiêu, 10 chiêu, ta lại ra tay để ta mười chiêu lâm phong sắc mặt cổ quái nhìn về phía vương mục vũ đương nhiên ta vương mục vũ luôn luôn nói lời giữ lời vương mục vũ lưng đeo hai tay một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng vương sư huynh không hổ là đệ tử hạch tâm bên trong bài danh top 3 tồn tại kỳ thực trên vương sư huynh thực lực so với một ít thánh tử thánh nữ mạnh hơn nhiều hiện giờ vương sư huynh sắp lên ngôi thánh tử cũng là mục đích chung đúng vậy a à, vương sư huynh đạo đức tốt trước hết để cho này bại hoại 10 chiêu để cho hắn thua tâm phục khẩu phục, rất nhiều người đều a à dô nịnh hót lên, vương mục vũ nghe được, cũng không khỏi lộ ra tự đắc biểu tình. Bại hoại tuy rất lớn lối, nhưng thực lực thật sự rất mạnh. Muốn biết rõ, thì quân tiên tử cũng là thánh nữ A, à, cũng bị hắn bắt được. Thời điểm này có người nói nói, thi quân tiên tử là bị tiểu tử này ám toán được. Nếu không hắn làm sao có thể bắt thi quân tiên tử A? À? Đúng vậy A, à, tiểu tử này mới gia nhập tông môn bên trong mấy năm thời gian hơn nữa tiểu tử này hết sức tuổi trẻ, cho dù đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, lúc này mới tu luyện bao nhiêu năm? nếu là hắn hiện tại liền có thể đủ đánh bại thánh tử thánh nữ, người khác còn thế nào sống? lại là một hồi tranh luận âm thanh truyền ra. thời điểm này vương mục vũ nhìn về phía lâm phong, nói không muốn trì hoãn thời gian, nhanh chóng công qua a à, người đại khái có thể yên tâm. ta nếu như nói để cho ngươi mười chiêu, như vậy mười chiêu ở trong, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. vậy vương sư huynh cũng nên cẩn thận ta ra quyền thế nhưng là rất nhanh được. Lâm Phong nhắc nhở, Vương Mục Vũ vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Lâm Phong, nói, chẳng quản công qua là được. Vèo, Lâm Phong động, hướng phía Vương Mục Vũ lao đi, làm cự ly Vương Mục Vũ còn có 10 mét bên cạnh thời điểm. Hắn vẻn vẹn ra tốc, bá, như một đạo thiểm điện, tốc độ ánh sáng trong đó, liền đã đi tới Vương Mục Vũ trước người. Nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến để cho vô số người cũng không có phản ứng kịp. Vương Mục Vũ cũng là chấn động, rất nhanh lui về phía sau, muốn tránh thoát Lâm Phong một kích này. Thế nhưng là, đã đã muộn, Lâm Phong căn bản cũng không có cho Vương Mục Vũ tránh né thời gian. Phanh, một quyền kia, trực tiếp đập vào trên mặt của Vương Mục Vũ. Vương Mục Vũ cái cổ đều bị đập gãy, máu tươi nhất thời lưu chảy ra ngoài, cả người lại càng là bay ngược ra ngoài hơn 10 thước. Phịch một tiếng ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, vậy mà trực tiếp hôn mê, xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều sướng sờ ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Vương Mục Vũ, đệ tử hạch tâm bên trong bài danh đệ tam tồn tại. Lập tức muốn tấn chức làm thánh tử tồn tại, lại bị Lâm Phong tên bại hoại này một quyền nện hôn mê bất tỉnh. Tuy Vương Mục Vũ nói để cho Lâm Phong 10 chiêu, bởi vậy không có chủ động xuất thủ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Vương Mục Vũ dù cho chủ động xuất kích, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát Lâm Phong công kích. Bởi vì Lâm Phong tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thiên hạ võ công, suy nhanh không phá, làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, đối phương liền cơ hội xuất thủ khả năng cũng không có đã bị đánh bại. Xem ra thực lực của người này chẳng ra gì, Lâm Phong phủi tay, lập tức hướng phía xa xa bay đi. Xung quanh đệ tử không người nào dám đi chặn đường Lâm Phong. Vương Mục Vũ nhân vật lợi hại như thế cũng bị Lâm Phong một quyền quật ngã. Người khác lại càng không dám đi trêu chọc Lâm Phong, mọi người nhìn chăm chú vào Lâm Phong rời đi, xa xa mập mạp bay tới hắc hắc cười quái dị nói phong tử chuyện gần nhất tình huyên náo xôn sao a à, hẳn là tin đồn là thực Gia lông ngắn lửa hí nói mập mạp chết bầm ngươi cho rằng tiểu phong tử giống như ngươi a à. tiểu phong tử thế nhưng là chính nhân quân tử hay là con lừa ca hiểu rõ ta à lâm phong nói mập mạp hỏi ngươi đây là đi chỗ nào ta đi thơ quân cung đi gặp tiểu quân quân lâm phong nói mập mạp nhất thời kêu lên bà mẹ nó cũng gọi trên tiểu quân quân còn nói không có một chân lâm phong nhếch miệng nói bây giờ còn là thanh bạch quan hệ, bất quá về sau có phải hay không còn có thể như thế thanh bạch cũng không biết. Hạ thi quân lúc này muốn mời ta đi thơ quân cung đàm phán tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, đi, theo ta cùng đi, giúp ta nâng đỡ. Này cảm tình hảo, ca ca ta còn chưa từng đi qua thập đại tiên tử tiên cung đâu, trước tham quan một chút thi quân tiên tử tiên cung mở mang tầm mắt. Mập mạp nhất thời vui vẻ lên, sau đó lâm phong cùng mập mạp còn có da lông ngắn con lừa cùng đi đến thơ quân cung. Thơ quân cung ở vào thơ quân trong núi, Ngọn núi này cũng là lấy tên Hạ Thi Quân mệnh danh. Đi đến Thơ Quân Sơn thời điểm, đến vài chục danh hộ sơn đệ tử ngăn cản Lâm Phong, mập mạp cùng ra lông ngắn con lừa. Đây là một đám nữ đệ tử, bọn chúng đều là cực phẩm mỹ nữ. Các ngươi là người nào? Thơ Quân Sơn không thể tùy ý xâm nhập, một người nữ đệ tử hỏi. Sư tỷ, ta gọi là Lưu Tử Hằng, đến nay chưa lập gia đình, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Có hay không đã cho phép người ta? Mập mạp thấy được người này cầm đầu nữ đệ tử con mắt đều thẳng. Người này nữ đệ tử dáng người kiều tiểu linh lung, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, có một loại nhu nhược khí chất, là một nam nhân thấy được, đoán chừng cũng muốn mang nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Hừ, còn dám lộn xộn gần như, tin hay không một kiếm chém ngươi." Người này nữ đệ tử hừ lạnh lên tiếng, rút ra bảo kiếm, quét về phía mập mạp. Mập mạp sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát nữ đệ tử một kiếm này chương 1834, một chỗ đối phó Lâm Phong. Sư tỷ không muốn dữ dội như vậy đi, chúng ta sư tỷ đệ trong đó hẳn là lẫn nhau yêu mến, chém chém giết giết, kia đều là người man dợ tài cán sự tình. Mập mạp ngượng ngùng nói, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người này nữ đệ tử. Cô gái này đệ tử lạnh lùng quét mập mạp liếc một cái, sau đó nói, nhanh lên cút. Không phải vậy loạn kiếm chém chết các ngươi, Lâm Phong không khỏi lau lau mồ hôi, nhìn nhìn lại điềm đạm nho nhã nữ nhân, cũng khó tránh khỏi có một khỏa cuồng dã nội tâm a à. thời điểm này hắn nói vị sư tỷ này ta là lâm phong tiểu quân quân muốn mời ta tới nghe được lâm phong hai chữ nhóm người này nữ đệ tử đồng loạt nhìn về phía hắn mục quang đều có chút hứa cổ quái trong tông môn tin đồn các nàng tự nhiên từ lâu theo nghe nói kia cầm đầu nữ đệ tử nói người có thể nhập thi quân cung nhưng cái tên mập mạp này không thể đi vào mập mạp nhếch miệng vừa cười vừa nói ta không tiến ta ngay ở chỗ này hào hảo cùng sư tỷ mập mạp nguyên bản chí hướng là khiêng một người tiên tử trở về đi làm lão bà chẳng lẽ là bởi vì biết độ khó thật sự là quá lớn bởi vậy lui mà cầu tiếp theo lựa chọn khiêng một người phổ thông nữ đệ tử trở về đi làm lão bà lâm phong nội tâm khó tránh khỏi nói thầm hai tiếng hắn cũng không có ở bên ngoài dừng lại mà là hướng phía trên núi bay đi thi quân cung xây dựng tại đỉnh núi nơi này có một tòa to lớn bình đài phía trên cung khuyết liên miên đợi Lâm Phong đi đến đỉnh núi thời điểm, có người dẫn Lâm Phong tiến nhập chủ điện bên trong. Này thơ quân trên núi, khắp nơi đều là nữ đệ tử. Những cái này nữ đệ tử đều là hạ thi quân chọn chúng một ít nữ đệ tử. Có thể tại thơ quân Sơn tu hành, sẽ phải chịu nàng che chở. Tự nhiên có rất nhiều nữ đệ tử nguyện ý nương nhờ hạ thi quân. Chủ điện hết sức khổng lồ, nhưng vô cùng chống trải, tiến nhập chủ điện, Lâm Phong cũng không có phát hiện hạ thi quân. Hắn liền hô, tiểu quân quân, ta đã tới, Ngươi ở chỗ, còn không ra gặp ta sao? Im miệng, không cho phép gọi ta là tiểu quân quân. Hạ thi quân nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong trong điện truyền ra, sau đó nàng đi ra. Hôm nay hạ thi quân ăn mặc một thân tuyết bạch sắc váy dài, thật sự là xinh đẹp thiên tiên. Ngoại trừ bên ngoài hạ thi quân, còn có hai người nữ đệ tử đi theo nàng cùng đi ra khỏi. Này hai người nữ tử, một người dáng người thướt tha mềm mại, hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ quả thật chính là trời xanh kiệt tác. Một người khác khí chất xuất trần, phảng phất thật sự là cửu thiên tiên giới tuyệt đại tiên tử rớt xuống liễu phàm bụi. Hai người mỹ nữ tất cả có đặc điểm, khí chất bất đồng, nhưng đều tuyệt đại tao nhã, xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Này hai người nữ tử lâm phong lúc trước cũng xem qua, chính là lúc trước cùng hạ thi quân tại trong đầm nước một chỗ vui đùa ẩm ý hai gã khác tiên tử. Giáng người thước tha mềm mại vị này nữ đệ tử gọi là bạch nữ hinh. Khí chất xuất trần như tiên người này nữ đệ tử gọi là nam cung khỉ mộng. Tiểu hinh hinh, tiểu mộng mộng các người cũng ở a à, một đoạn thời gian không thấy thật sự là phong thái như trước a à, như cũ xinh đẹp như vậy động lòng người lâm phong vừa cười vừa nói tiểu hinh hinh tiểu mộng mộng bạch ngữ hinh cùng nam cung khỉ mộng hai mặt nhìn nhau lập tức khẽ gắt lâm phong một ngụm đồ vô sỉ, hạ thi quân mắng lâm phong một tiếng tiểu quân quân mặc dù nói đánh là thân mắng là yêu nhưng ta là một cái tương đối dễ dàng xấu hổ người thì ngươi không muốn như vậy hiển nhiên một lần lại một lần biểu đạt đối với ta ái mộ được không? Chúng ta có thể bí mật giao lưu cá nhân cảm tình vấn đề. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hạ Thi Quân. Hạ Thi Quân khí nghiến răng nghiến lợi, không khỏi kêu lên, ai ái mộ ngươi rồi, liền biết hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hôm nay ngươi tiến nhập trong đại điện này, liền đừng nghĩ có thể hoàn chỉnh đi ra đại điện. Tiếng nói hạ xuống, Hạ Thi Quân tay trắng nõn nà vung lên. Âm âm nổ mạnh thanh âm vẹn vẹn vang dội nguyên bản mở ra đại môn, trực tiếp đóng. Trong đại điện, trận văn đan chéo, cả tòa đại điện cũng bị đại trận cho phong tỏa lại. Lâm Phong nói, tiểu quân quân, ngươi để cho tiên hạc đồng tử đem ta gọi căn bản cũng không phải muốn cùng ta đàm phán A, à, xem ra ngươi hôm nay là quyết tâm muốn đối phó ta. Đàm phán, ta sẽ cùng với ngươi đàm phán, hôm nay ngươi là thúc thủ chịu trói hay để cho chúng ta đem ngươi đánh cho bị giày vò, sau đó lại bắt lại ngươi. Hạ thi quân lạnh lùng nói, tiểu quân quân, xúc động là ma quỷ a à, người bây giờ rút lui đại trận ta coi như cái gì không có phát sinh bằng không mà nói đợi tí nữa gặp nạn không phải là ngươi hẳn là ngươi cho rằng có thể đối phó được ta hay sao lâm phong bĩu môi ta chỗ này rậm rạp đại trận còn có lời nói hình sư tỷ khinh mộng sư tỷ hai vị sư tỷ hỗ trợ ngươi cảm thấy một người có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy hay sao hạ thi quân cười lạnh nhìn về phía lâm phong lâm phong nói ta có thể biết các người bắt ở ta về sau muốn đối với ta làm cái gì sao? Nếu là các người muốn đạt được thân thể của ta, ta liền không phản kháng. Không biết xấu hổ, ai muốn đạt được thân thể của ngươi? Hạ thi quân không khỏi chửi ầm lên, bạch ngữ Hinh, nam cung khỉ mộng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong thật sự là quá vô sỉ. Các nàng bình thường đều là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, cùng tông môn đệ tử tiếp xúc vô cùng ít, có thể cùng các nàng tiếp xúc tông môn đệ tử cũng đều là trong tông môn cao cấp nhất thiên tài. Người nào không phải là nho nhã lễ độ, Lâm Phong lại cái gì thô bỉ lời cũng có thể nói ra, để cho các nàng cũng cảm giác không biết làm thế nào. Hạ Thi Quân khá tốt một chút, rốt cuộc cùng với Lâm Phong sinh hoạt qua mấy ngày, tự nhận là vẫn tương đối hiểu rõ Lâm Phong. Còn có tính tình của nàng Hỏa Bạo, cho nên mở ra mắng to Lâm Phong, nàng cũng có thể làm ra. Nhưng để cho Bạch Ngữ Hình cùng Nam Cung Khỉ Mộng hai nữ mắng chửi người, các nàng là tuyệt đối làm không được loại chuyện như vậy. Thời điểm này Hạ Thi Quân tiếp tục nói, lời nói hinh sư tỷ, khinh mộng sư tỷ, chúng ta động thủ đi. Liên thủ trước đã chân áp ra hỏa này. Hảo, hai nữ gật gật đầu, không có ý kiến. Sau đó, ba người các nàng rất nhanh tách ra, đi tới đại điện ba cái bất đồng vị trí. Đón lấy, hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, các loại huyền diệu pháp quyết thi triển ra, âm âm thanh âm truyền ra, trong nháy mắt, đại trận liền bị triệt để kích hoạt lên. Dầm dầm thanh âm truyền ra, từng đạo trận pháp biến thành trật tự tỏa liên, hướng phía Lâm Phong quấn quanh mà đi. Chút tài mọn, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tại trong đại trận xuyên qua. Từng mảnh từng mảnh xiềng xích quấn quanh qua, lại vô pháp đụng phải thân thể của Lâm Phong. Không có khả năng, tam đại tiên tử không khỏi đồng thời kinh hô lên, quả thật không dám tưởng tượng mắt của mình. Lợi hại như vậy Phong thiên tỏa ma đại trận vậy mà vô pháp đụng phải thân thể của Lâm Phong. Gia hỏa này là làm sao làm được thúc giục hoàn vũ tinh hà trận trấn áp hắn hạ thi quân khẽ kêu lên tiếng bạch ngữ hinh nam cung khỉ mộng gật gật đầu hai tay bóp bước phát triển mới pháp quyết kích hoạt mới đại trận theo từng đạo pháp quyết đánh vào trong đại trận trong nháy mắt đại điện phảng phất thoáng cái biến mất mà lâm phong cùng hạ thi quân bạch ngữ hinh nam cung khỉ mộng bốn người đều đi tới tinh không thế giới bên trong chương 1835, tất cả đều bị lâm phong bắt lấy tam nữ đều hết sức tinh thông đại trận Hiện giờ hiện ra chư thiên hoàn vũ, tinh không thế giới, để cho Lâm Phong cũng có chút giật mình. Đây là một loại hết sức lợi hại đại trận, người bình thường bị nhốt tại tòa đại trận này bên trong, muốn chạy ra tìm đường sống, thật sự là khó như lên trời. Lâm Phong chừng lên mí mắt nói: "Tiểu Quân Quân, Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Mộng Mộng, các ngươi vì đối phó ta còn thật sự là trăm phương ngàn kế a, chỉ bất quá nhất định để cho các ngươi thất vọng rồi, lớn như vậy trận trong mắt của ta, thật sự là không có bao nhiêu uy hiếp." căn bản cũng không có khả năng vây khốn ta, nói khoác mà không biết ngược, tam nữ không khỏi đồng thời hư lạnh một tiếng. Hạ thi quân, bạch ngữ hinh, nam cung khỉ mộng là cùng đồng thời gia nhập luân hồi tiên tông đệ tử. Ba người các nàng giao tình rất sâu, ba người thường xuyên cùng một chỗ tu hành, cũng sẽ cùng nhau nghiên cứu đại trận. Hiện giờ các nàng kích hoạt cái này hoàn vũ tinh hà trận chính là một loại cực kỳ lợi hại đại trận, nếu để cho trong các nàng một thân một mình đều rất khó đem tòa đại trận này thúc giục lên. Cần ba người hợp lực, ba người rõ ràng uy lực của hoàn vũ tinh hà trận cỡ nào kinh người. Bởi vậy, giờ này khắc này có thể nói lòng tin tràn đầy. Cho nên thấy được Lâm Phong vậy mà như thế coi thường các nàng bố trí đại trận, tam nữ hết sức tức giận. Vèo, Lâm Phong thì là chủ động xuất kích, hướng phía hạ thi quân lao đi. Thấy được Lâm Phong dẫn đầu xuất thủ, hạ thi quân cười lạnh một tiếng. Sau đó cùng bạch ngữ hình, nam cung khỉ mộng cộng đồng thúc giục đại trận. Âm âm nổ mạnh thanh âm truyền ra, chỉ thấy thương khung chi đỉnh, tinh thần bay tới, từng khỏa to lớn tinh thần, rất nhanh xoay tròn lấy. Đồng thời, một mảnh vô biên vô hạn ngân hà cũng cuốn cả tòa tinh không thế giới. Đón lấy, viên kia khỏa tinh thần bắt đầu rơi xuống, ngân hà cũng hướng phía lâm phong cuốn mà đi, tam nữ đều lộ ra đắc ý biểu tình, phảng phất đã thấy được lâm phong bị trấn áp cảnh tượng. Thế nhưng là rất nhanh tam nữ trên mặt đắc ý biểu tình liền ngưng kết. Lâm Phong tại rơi xuống trong tinh thần xuyên qua, tại cuốn tới ngân hà phía trên dẫm trận tại chỗ hắn như một tôn bất hủ thần linh, phảng phất từ trên trời mà đến. Hàng lâm này mảnh tinh không, liệt trận thuật, phá, lâm phong khẽ quát một tiếng, thiên sư đạo liệt trận thuật có được vô tận diệu dụng, hiện giờ bị hắn thi triển ra. Liệt trận thuật trực tiếp quét tại kia rậm rạp chẳng chịt trận văn phía trên. Trong nháy mắt, trận văn bắt đầu nứt vỡ, ngôi sao đầy trời, còn có cuốn tinh không ngân hà, toàn bộ biến mất vô tung, mà tất cả mọi người cũng đều xuất hiện ở trong đại điện. Như thế nào đây, Ta đã nói a, à, những cái này trận pháp căn bản trói không được ta." Lâm Phong cười nhạt một tiếng nói, Tam nữ lộ ra ngưng trọng biểu tình, Lâm Phong có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ các nàng bố trí đại trận. Đây là tam nữ cũng không nghĩ tới sự tình, hừ, không muốn đắc ý quá sớm, phá hết đại trận thì như thế nào, ba người chúng ta đều là thánh nữ cấp bậc chiến lực. Ba người một chỗ đối phó ngươi, ngươi còn không phải cũng bị chúng ta cho trấn áp. Hạ Thi Quân không khỏi hừ lạnh một tiếng mặc dù đến bây giờ, vẫn là lòng tin tràn đầy. Chỉ thấy hạ thi quân hai tay liên tục biến hóa pháp quyết. Nàng thi triển ra một chiêu đóng băng vạn dặm, muốn đem lâm phong cho đóng băng ở. Bạch ngữ hình thì là thi triển ra một chiêu thiên nữ tán hoa. Trong hư không, từng đóa từng đóa mỹ lệ, rực rỡ đóa hoa từ trên trời giáng xuống. Một bông hoa một thế giới, một bông hoa một bồ đề, hoa nở hoa tàn, tựa hồ đại biểu cho sinh mệnh tách ra cùng kết thúc. Mỗi một đóa hoa tách ra, đều biết phóng xuất ra cường đại sát ý uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng mà nam cung khỉ mộng thì là thi triển ra một chiêu đại mộng tiên cảnh chỉ thấy một tòa hư ảo thế giới bao phủ lại lâm phong này tòa thế giới bên trong truyền ra từng đợt mê hoặc nhân tâm thanh âm đạo kia thanh âm đang không ngừng mê hoặc lấy lâm phong nhắm mắt lại như vậy thiếp đi này tam nữ một người thi triển phong ấn loại thần thông một người thi triển công kích loại thần thông một người thi triển mê hồn loại thần thông phối hợp lại thật sự là không chê vào đâu được. Đối mặt với tam nữ công kích, Lâm Phong lại cười nhạt một tiếng. Hắn trực tiếp thi triển ra bổ thiên thuật, hướng lên trời lại mượn một cơ hội, trong chớp mắt tránh được ba người công kích. Tam nữ trăm phương ngàn kế thi triển ra cường đại thần thông tại Lâm Phong một chiêu này dưới bổ thiên thuật trong chớp mắt đã bị hóa giải. Sau một khắc, Lâm Phong xuất hiện ở bạch nữ hình sau lưng, cẩn thận, hạ thi quân cùng Nam Cung khỉ mộng không khỏi lên tiếng kinh hô. Bạch Ngữ Hinh cũng cảm nhận được đằng sau Lâm Phong khí tức, khuôn mặt hơi đổi. Quay người chính là một trường hướng phía Lâm Phong đập, phanh, hai người đối oanh một trường. Bạch Ngữ Hình dưới sự gấp gáp xuất thủ, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Đặt chân chưa ổn thời điểm, Lâm Phong cũng đã thi triển ra đại chân áp thuật, hướng phía Bạch Ngữ Hình trấn áp mà đi, đồng thời, hắn còn thi triển ra cấm thần tám phong, dậm dạp chằng chịt trận văn đan chéo cùng một chỗ, hướng phía Bạch Ngữ Hình phong ấn mà đi. Hạ thi quân cùng Nam Cung khỉ mộng nhanh chóng hướng phía Lâm Phong vào tới, muốn giải cứu Bạch Nữ Hinh. Lâm Phong lúc này ngưng tụ ra tới đế văn. Đế văn bay ra, như một đầu chân long đồng dạng, quét về phía hạ thi quân cùng Nam Cung khỉ mộng. Đế văn, làm sao có thể, ngươi vậy mà hiểu được đế văn. Hạ thi quân cùng Nam Cung khỉ mộng cũng đều là kiến thức rộng rãi người, thấy được đế văn, nhất thời thét lên liên tục. Đế văn, đây là đại đế mới có thể ngưng tụ ra tới trận văn A. Hiện giờ lại bị Lâm Phong ngưng tụ ra, thái quá mức rung động nhân tâm. Thiếu gia ta ngút trời thần võ, độc nhất vô nhị, ngưng tụ ra tới đế văn, có cái gì quá không được. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, thời điểm này hắn đại chân áp thuật cùng cấm thần tám phong đã hiện ra rõ ràng uy lực. Trực tiếp đem bạch ngữ hình chân áp, phong ấn, để cho nàng liền dẫy dụa cơ hội cũng không có. Lập tức Lâm Phong rất nhanh phóng tới hạ thi quân, đồng dạng là đại chân áp thuật, cấm thần tám bìa một lên thi triển ra đại trấn áp thuật một khi trấn áp tại trên thân thể có thể hạn chế hành động mà cấm thần tám phong trực tiếp phong ấn pháp lực thần thông này hai loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau quả thực là hoàn mỹ nhất bổ sung hạ thi quân căn bản không có có thể làm ra phản kháng đã bị lâm phong cho đã chấn áp đón lấy lâm phong xông về phía nam cung khỉ mộng tiểu mộng mộng ngươi cũng bị ta chấn áp a à. lâm phong cười nhạt một tiếng đế văn đại chân áp thuật cấm thần tám phong một chỗ thi triển ra cái này chính là Lâm Phong năng lực Nhất Tâm Tam dụng. Tương đương với ba cái Lâm Phong đồng loạt ra tay, Nhất Tâm nhị dụng người ta đã thấy, Nhất Tâm tam dụng người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam cung Khỉ Mộng khuôn mặt hơi có chút trắng xám, nàng cũng không cam lòng bị Lâm Phong trấn áp. Bởi vậy toàn lực phản kích, chỉ thấy Nam cung Khỉ Mộng ngưng tụ ra tới một tòa Bất Hủ Tiên Cung. Này tòa tiên cung hướng phía Lâm Phong va chạm mà đi. Thế nhưng này tòa tiên cung bị Đế Văn ngăn cản được mà Lâm Phong thì là sông lên phía trước. Đại chân áp thuật cùng cấm thần tám phong trực tiếp đem Nam Cung khỉ mộng cũng cho chân áp, phong ấn. Ba người tiên tử, hết thảy cũng bị Lâm Phong chân áp, phong ấn. Sắc mặt của các nàng đều trở nên vô cùng khó coi. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà sẽ như thế khủng bố. Ba người các nàng liên thủ, phụ trợ đại trận, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong. Hiện giờ rơi xuống trong tay Lâm Phong, ba người sắc mặt âm tình bất định, cực kỳ lo lắng Lâm Phong đối với ba người các nàng làm ra cái gì chuyện gì quá phận tình. chương 1836, bại hoại danh tiếng, dương danh tông môn. Tam nữ đều là ánh mắt phức tạp, cảnh giới nhìn về phía Lâm Phong. Trước hết nhất phản ứng kịp chính là Hạ Thi Quân, nàng nói, sư đệ, vừa mới ba người chúng ta là cùng ngươi đùa cợt đâu, bởi vì ba người chúng ta đã sớm nghe nói sư đệ tinh thông đại trận, tu vi cao thâm, vì vậy liền sinh ra một ít thăm dò chi tâm, đi qua vừa mới một phen thăm dò mới biết được những cái này tin đồn quả nhiên đều là thật sự a, à, sư đệ thật sự là lợi hại, ba người chúng ta cũng định liên danh thượng tấu, thỉnh cầu tông môn vì sư đệ lên ngôi thánh tử. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hạ Thi Quân, nói: "Tiểu Quân Quân, người chừng nào thì nói dối cũng trở nên mặt không đỏ tim không nhảy sao?" Hạ Thi Quân nhanh chóng nói: "Ta có thể không có nói sai, những câu đều là thực môn a." À. "Phải không? Thế nhưng là ta không tin lời của ngươi a." À ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ba người các ngươi đâu này nếu không hôm nay tới cái chăn lớn cùng ngủ như thế nào lâm phong giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ba người tiên tử ba người tiên tử tuy khí chất bất đồng dung mạo bất đồng nhưng bọn chúng đều là xinh đẹp thiên tiên tuyệt đại tao nhã ba người nghe được lâm phong lời nói này về sau đều sợ tới mức khuôn mặt trắng xám lâm phong ngươi không muốn sằng bậy tông môn bên trong nếu ngươi là dám can đảm làm loạn người nên biết sắp sửa đối mặt cái dạng gì trừng phạt bạch ngữ hình cắn cặp môi đỏ mọng nói muốn dùng tông môn tiên quy kinh sợ lâm phong lâm phong thì là nghiêm trang nói đợi gạo nấu thành cơm tông môn nói không chừng sẽ đem các ngươi gả đưa cho ta cho nên ta căn bản cũng không cần lo lắng a à, theo ta quay về núi hoang a mắt thấy cũng sắp trời tối xuân tiêu nhất khắc thiên kim không thể lãng phí này mỹ rượu bóng đêm a à. lâm phong vung tay lên pháp lực quấn lấy tam nữ sau đó mở ra cung điện đại môn, rất nhanh hướng phía bên ngoài bay đi. Nhanh lên ngăn lại hắn, cứu cứu chúng ta a." À. Tam nữ nhất thời kêu to lên, thì quân cùng nữ đệ tử đều đã bị kinh động, nhao nhào xuất ra, muốn cản lại Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, quấn lấy Hạ Thi Quân, Bạch Ngữ Hinh, Nam Cung Khỉ Mộng ba người hóa thành một đạo lưu quang xông về phía xa xa. Ba vị sư tỷ bị Lâm Phong kia tên bại hoại cặn bã cướp đi thì quân sơn phía trên rất nhiều nữ đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Nguyên bản đang tại phía dưới cùng người kia cầm đầu nữ đệ tử lôi kéo làm quen mập mạp rụt cổ một cái, quay người liền muốn chạy. Cầm đầu nữ đệ tử gầm lên lên tiếng, bọn tỉ muội mập mạp chết bầm này là lâm phong kia tên bại hoại cặn bã bằng hiếu, chúng ta trước đem hắn chém cái bị dày vò, sau đó lại dùng hắn đi núi hoang thay người. Bá, một đám nữ đệ tử rút kiếm, nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, má ơi, chạy trốn a à mập mạp ở dưới kêu rên lên, hướng phía xa xa chạy tới. Da lông ngắn con lừa tốc độ nhanh hơn, hướng phía xa xa chạy như điên. Rất nhanh hạ thi quân, bạch nữ hinh nam cung khỉ mộng ba người tiên tử bị tông môn bại hoại lâm phong cho bắt cóc đi tin tức lan truyền nhanh chóng. Cái này tông môn triệt để bùng nổ nồi, nguyên bản chuyện hạ thi quân, lại không có triệt để bình thường trở lại. Hiện tại lâm phong vậy mà lại lần nữa gây án, không chỉ có lần thứ hai bắt đi hạ thi quân, liền bạch nữ hình, Nam Cung khỉ mộng hai vị tiên tử cũng một chỗ cho bắt đi. Tông môn thập đại tiên tử A, một lần bị Lâm Phong bắt đi ba người, Hạ Thi Quân, Bạch Ngữ Hinh, Nam Cung khỉ mộng không biết là bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần. Không biết là bao nhiêu người tình nhân trong mộng, hiện giờ tông môn đệ tử là triệt để phẫn nộ rồi. Đả Đà đảo bại hoại, trục xuất bại hoại, còn luân hồi tiên tông một cái ban ngày ban mặt, hơn 10 vạn đệ tử tại tông môn bên trong du hành, thanh thế to lớn mập mạp cưỡi ra lông ngắn con lửa muốn chuồn ra luân hồi tiên tông. Bởi vì mập mạp bị tai họa, thì quân Sơn, ngữ hình Sơn, khỉ mộng Sơn đệ tử khắp nơi đều đang tìm kiếm hắn. Tên mập mạp chết bầm kia chính là bại hoại bằng hữu của Lâm Phong, bắt lấy tên mập mạp chết bầm kia, dùng kia mập mạp chết bầm bức Lâm Phong giao ra đây tam đại tiên tử. Có người nhận ra muốn lặng lẽ chạy đi mập mạp, nhất thời cao giọng kêu lên. Bắt lấy hắn, rất nhiều người hướng phía mập mạp dũng mãnh lao tới. Mập mạp cao giọng kêu lên, chư vị các người hiểu lầm a ta cùng với lâm phong kia tên bại hoại cặn bã thật sự không quen ta cùng với các ngươi là một cái lập trường đánh tới lâm phong kia tên bại hoại cặn bã còn luân hồi tiên tông một cái ban ngày ban mặt mập mạp một bên kêu to một bên vung tay hô to nhưng căn bản không có người tin tưởng lời của mập mạp mọi người nhao nhao hướng phía mập mạp đuổi theo mập mạp sợ tới mức toàn thân mà run rẩy hắn gọi nói con lừa ca chúng ta có thể hay không chạy đi liền nhìn ngươi cà cà cà, cà cà cà, da lông ngắn con lừa cười quái dị vài tiếng, sau đó dơ lên con lừa chân. Tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng phía xa xa phóng đi, rất nhiều người nhào tới muốn bắt lấy mập mạp, nhưng toàn bộ cũng bị ra lông ngắn con lừa cho đụng bay ra ngoài. Mập mạp cưỡi ra lông ngắn con lừa vọt ra vòng vây, một con tuyệt trần hướng phía tông môn bên ngoài chạy tới, trong nháy mắt cũng đã biến mất vô tung. Đáng chết, để cho mập mạp chết bầm chạy mất, đi, đi núi hoang vòng vây lâm phong kia tên bại hoại cặn bã. Chuyện này nhất định phải bẩm báo đi lên, để cho cao tầng hảo hảo trừng phạt bại hoại, tốt nhất đem bại hoại trục xuất cửa đá. Vô số đệ tử đều kêu to lên, lòng đầy căm phẫn. Cao tầng xác thực nhận được tiên môn đệ tử ký một lá thư. Hơn 10 vị đại trưởng lão tụ tập tại Thánh Sơn chủ điện ở trong. Hiện giờ trưởng giáo tiên tôn không tại trong tông môn, đại sự đều do trưởng giáo sư đệ của tiên tôn, tông môn rất nhiều đại trưởng lão bên trong xếp hàng thứ nhất hình ngục đại trưởng lão làm chủ. Đại nhân, hiện giờ quy ra người đệ tử kia thật sự là quá hồ đồ chúng ta có phải hay không muốn ước thúc ước thúc để tránh nguyên náo quá phận cuối cùng vô pháp kết thúc chấp pháp điện chấp pháp đại trưởng lão đau đầu nói vô số người đều dũng mãnh vào chấp pháp điện để cho bọn họ chấp pháp điện xử lý lâm phong chấp pháp điện hiện tại quả thật trở thành chợ bán thức ăn không ít đại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng cảm thấy cần ước thúc ước thúc hình mục đại trưởng lão mở mắt nói quy ra là chúng ta luân hồi tiên tông bối phận tối cao tiền bối tuy quy ra ngày thường tất cả hành động, để cho môn nhân đệ tử rất có hơi từ, nhưng có một chút mọi người kính xin nhớ kỹ, quy ra là chúng ta luân hồi tiên tông cần dựa vào lão tiền bối, lão tổ tông, quy ra người đệ tử này lâm phong, các người cũng yên tâm, chỉ là thích hồ đồ một ít, nhưng bản tính tuyệt đối không xấu, các người hẳn là cho rằng quy ra hội thu một cái bản tính rất xấu đệ tử làm đồ đệ hay sao. Thấy được hình ngục đại trưởng lão đã mở miệng, mọi người biết. Bọn họ những cái này cao tầng, là sẽ không lại tham dự vào. Hình mục đại trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta luân hồi tiên tông, cũng an nhàn quá lâu. Để cho tiểu tử kia làm ồn ào cũng tốt, kích phát một chút tông môn đệ tử tâm huyết, chưa từng không là một chuyện tốt. Đại nhân anh Minh, rất nhiều đại trưởng lão đồng thanh nói, phía ngoài đệ tử xây dựng phản bại hoại liên minh, thế nhưng không ai có thể tiến nhập trong núi hoang, cho nên vô luận bọn họ như thế nào kêu gào. Lâm Phong căn bản đều không để ý. Một tháng, Hạ thi Quân, Bạch Ngữ Hinh, Nam Cung khỉ mộng từ núi hoang rời đi tiên tử, lâm phong kia tên bài hỏi cặn bã, sẽ không đem các ngươi cho. Mấy vị thánh tử xuất hiện, thật sự là vô pháp mở miệng nói tiếp. Ba vị tiên tử không có nhiều lời trong một tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà là rất nhanh rời đi. chương 1837, Giới Chỉ, đoạn này thời gian tin đồn quy khư Hải Dương xuất hiện lôi thần truyền thừa, bởi vậy rất nhiều người đều chạy tới quy khư Hải Dương. Luân hồi tiên tông bên trong phản bại hoại liên minh vẫn huyền náo xôn xao, nhưng Lâm Phong lại lặng yên không một tiếng động rời đi luân hồi tiên tông. Sau đó cưỡi truyền tống trận đi đến quy khư Hải Dương. Lâm Phong đi tới mặt trời châu, này một châu cùng quy khư Hải Dương tiếp giáp. Sở dĩ đêm này một châu xưng là mặt trời châu nghe nói là bởi vì này một châu là sớm nhất thấy được Thái Dương dâng lên một châu. Thần châu thành ở vào mặt trời châu tối phía đông phương hướng, cự ly hải vực đã không được 3.000 dặm địa phương. Đây là mặt trời châu xưa nhất thành trì một trong lôi thần truyền thừa địa phương tại quy khư bên trong chiến trường cái địa phương kia rất nguy hiểm muốn đi đến quy khư chiến trường chỉ có thể cưới cự hạm đi đến vạn tiên đảo sau đó đi qua vạn tiên đảo đi đến quy khư chiến trường chúng ta thái tông thương hội thực lực cường đại có được tiên tiến nhất cùng cường đại hạm đội cưới chúng ta thái tông thương hội hạm đội tuyệt đối là đi đến vạn tiên đảo như một lựa chọn chúng ta thần châu thương hội chính là thần châu thành đệ nhất thương hội chúng ta thần châu thương hội hạm đội có thiên thần cảnh giới cường giả tỏa chấn cưỡi chúng ta thần châu thương hội hạm đội đi đến vạn tiên đảo, xuất hành mới có an toàn bảo đảm. Từ truyền tống trận sau khi đi ra, Lâm Phong liền thấy được, khắp nơi đều là tất cả đại thương đi ôm khách người. Hiện giờ rất nhiều tu sĩ muốn đi trước quy khư chiến trường. Tất cả đại thương đi đều thấy được mấu chốt buôn bán. Lâm Phong đầu tiên đi đến tiệm sách mua một vài về quy khư hải vực giới thiệu. Quy khư hải vực, cửu châu phía đông hải vực thế giới. Quy khư chiến trường ở vào quy khư hải vực chỗ sâu nhất vị trí, chỗ đó có cường đại cấm chế, theo như truyền thuyết, đó là một chỗ thần ma chiến trường. Mà quy khư hải vực bên trong, thế lực rắc rối phức tạp. Trong đó nhất thế lực cường đại có ba cái. Cái thứ nhất thế lực chính là vạn tiên đảo, đây là nhân tộc thế lực. Cái thứ hai thế lực chính là phù tăng đảo, đây là kim ô tộc hang ổ. Cái thứ ba thế lực là quy khư tà long cung, ngoại trừ tam đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài, đủ loại thế lực, vô số kể. Hơn nữa quy khư thế giới bên trong, hải tặc vô số, rất nhiều hải tặc đều là tiên đạo truy nã trên bảng bị đuổi bắt hải tặc nhìn vài cuốn sách nội dung lâm phong đối với quy khư hải vực cũng có một cái tương đối trực quan nhận thức quy khư biển vực ngoại vây khu vực cùng trung bộ bộ phận khu vực chủ yếu bị vạn tiên đảo trưởng khống ở trong đó mà phu tăng đảo cùng quy khư tà long cung nắm trong tay trung bộ đại bộ phận khu vực cùng quy khư hải vực sâu bộ khu vực bởi vì lôi thần truyền thừa xuất hiện địa phương tại quy khư hải vực chỗ sâu nhất quy khư bên trong chiến trường bởi vậy Cần xuyên Việt Phu tăng đảo cùng quy khư tà long cung phạm vi thế lực mới có thể đến khu vực kia. Phu tăng đảo Kim Ô, quy khư tà long cung cửu đại tà long, một cái so với một cái tham lam, một cái so với một cái tà ác, muốn từ lãnh địa của bọn nó trải qua đi đâu là chuyện đơn giản như vậy, trong đó hung hiểm, tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vậy, mọi người liền nhau nhau đi đến vạn tiên đảo, vạn tiên đảo thực lực cường đại, cùng Phu tăng đảo, quy khư tà long cung vẫn luôn là thế chân vạc. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều biết đi đến vạn tiên đảo, chờ đợi vạn tiên đảo nghĩ biện pháp. Đương nhiên, vạn tiên đảo nếu thật là nghĩ tới an toàn xuyên Việt phù tăng đảo cùng quy khư tà long cung lãnh địa phương pháp. Muốn đi theo vạn tiên đảo một chỗ xuyên Việt số lượng nhiều thế lực địa bàn đến quy khư chiến trường, tự nhiên cần trả giá giá lớn. Lâm Phong tại Thần Châu nội thành nghỉ ngơi ba ngày thời gian. Sau đó hắn liền leo lên Thần Châu Thương hội hạm đội. Thần Châu Thương hội hạm đội là bổn địa địa đầu xa thế lực, thực lực vẫn là hết sức cường đại. Tổng cộng 42 chiếc cửa hạm cùng đi đến vạn tiên đảo, đồng dạng hải yêu bầy hoặc là hải tặc cũng không dám tới phạm. Lâm Phong nộp một ngàn nguyên tinh thạch định ra một cái bao xương. Rất nhanh hạm đội liền chạy nhanh hướng vạn tiên đảo tự. Cử hạm phía trên sắp đặt thanh lâu, sòng bạc vân. Vân, đợi một tí địa phương, tu sĩ nếu là cảm thấy trên biển đi thái quá mức lời nhàm chán, liền có thể đi đến này hai cái địa phương tiêu sái một phen. Cử hạm phía trên thậm chí còn sắp đặt một tòa nam tiên các, lâm phong đi qua nam tiên các thời điểm phát hiện lần lượt có một chút nữ tu tiến nhập trong đó hắn còn có chút nghi hoặc nam kia tiên các là địa phương gì như thế nào đi vào đều là nữ tu hỏi một fan mới biết được nguyên lai like này nam tiên các cùng thanh lâu tính chất tương tự chỉ bất quá thanh lâu chiêu đãi chính là nam khách nhân mà nam tiên các chiêu đãi chính là nữ khách nhân nam tiên trong các nam tu từng cái anh tuấn vô cùng chịu sâu thẳm rất nhiều nữ tu thích lâm phong có chút không lời không nghĩ tới vẫn còn có chỗ như thế bất quá nghĩ đến đã có thanh lâu chỗ như thế có nam tiên các tựa hồ cũng rất bình thường nam tiên các cũng không phải là chiêu đãi nữ tu cũng sẽ chiêu đãi một ít nam tu có người vừa cười vừa nói tiếng cười kia thật sự là tà ác lâm phong không khỏi nổi lên cả người nổi da gà tuy hắn không kỳ thị những long dương đó chuyện tốt nam tu nhưng với tư cách là một cái nam nhân bình thường nghĩ đến long dương chuyện tốt chỗ đại biểu hàm nghĩa cũng không khỏi sinh ra từng đợt ác hàn hắn đi sòng bạc dạo qua một vòng nơi này tụ tập rất nhiều người. Từng cái chiếu bạc trước đều có một người ăn mặc bại lộ, dáng người nóng bỏng nữ tu chủ trì ván bài. Sòng bạc bên trong có được đủ loại cách chơi, bài cửu, xúc sắc, 21 giờ, đại đĩa quay vân. Vân, đợi một tí, Lâm Phong đối với đánh bạc không có cái gì hứng thú, chỉ là hiếu kỳ đến xem mà thôi. Nơi này không thiếu có người một đêm phất nhanh, nhưng là có người thua táng ra bại sản lâm phong thấy được một người tu sĩ trẻ tuổi tại một cái trên chiếu bạc duy nhất một lần liền thua trận trên trăm vạn nguyên tinh thạch kia tu sĩ trẻ tuổi con mắt đều thua đỏ lên chờ lão tử nơi này có một kiện bảo bối hiện tại liền đi hối đoái thành nguyên tinh thạch đợi tí nữa lão tử còn có thể qua đánh bạc lão tử nhất định phải quay về bàn người kia người trẻ tuổi thanh âm khàn giọng kêu lên sau đó rất nhanh rời đi sòng bạc bên trong còn thiết trí có hối đoái thẻ đánh bạc địa phương nếu là trên người nguyên tinh thạch ấn xong có thể dùng pháp bảo hoặc là cái khác bảo bối hối đoái. Lâm Phong khẽ lắc đầu, người kia tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên đã tâm tính mất nhất định. Vô luận hối đoái ít nhiều, đoán chừng đều biết thua sạch sẽ. Nay xong bạc bên trong trướng khí mù mịt, hắn cũng không có ở lâu, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa mới tới sòng bạc bên ngoài, chỉ thấy một người tu sĩ rất nhanh từ sòng bạc bên trong chạy ra. Chính là lúc trước người kia duy nhất một lần thua trận trên trăm vạn nguyên tinh thạch tu sĩ trẻ tuổi. Người kia tu sĩ từ Lâm Phong bên người đi qua thời điểm, rất nhanh đem một chiếc nhẫn chữ vật kín đáo đưa cho Lâm Phong. Sau đó hắn rất nhanh hướng phía xa xa chạy tới, tựa hồ muốn lao ra cổ thuyền, một đám hơn 10 người tu sĩ từ sòng bạc bên trong đuổi tới. Chuyện gì xảy ra, Lâm Phong nghi hoặc kia hơn 10 người tu sĩ đuổi theo ra cổ thuyền, tại hải vực phía trên cùng người kia chạy đi tu sĩ trẻ tuổi đại chiến lại với nhau. Phốc, người kia tu sĩ trẻ tuổi đầu lâu bị người chém giết hạ xuống. Đồ vật tìm được chưa? Cầm đầu tu sĩ lạnh giọng nói: "Tìm được, một người tu sĩ tại kia chết đi tu sĩ trẻ tuổi trên người nhảy ra tới một chiếc nhẫn chữ vật." Lập tức liền đem tu sĩ trẻ tuổi thi thể ném vào trong hải dương. Một đầu hải yêu trồi lên mặt nước, một ngụm liền đem người kia tu sĩ trẻ tuổi thi thể nuốt xuống. Chương 1838 Bạch Ngọc Thiềm Thừ. Lâm Phong trở lại bọc của mình mái hiên bên trong khoanh chân mà ngồi, hắn khẽ nhíu mày, cảm giác sự tình không thích hợp. Một đám tu sĩ đi giết này danh tuổi trẻ tu sĩ hiển nhiên là vì vừa mới tu sĩ trẻ tuổi kín đáo đưa cho hắn chữ vật giới chỉ. Lúc này Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước người kia tu sĩ trẻ tuổi thua đỏ trong mắt, bảo là muốn dùng trên người một kiện bảo bối đi hối đoái nguyên tinh thạch. Sau đó liền bị truy sát, chẳng lẽ là lúc này bị đám người kia để mắt tới. Tại đi dùng bảo bối hối đoái nguyên tinh thạch trước bị những người kia ngăn chặn. Sau đó những người kia muốn giết hắn đoạt bảo, đây là một cái tính khả năng, nhưng còn có cái thứ hai tính khả năng, đó chính là người này tu sĩ trẻ tuổi, không chỉ một kiện bảo bối. Tại hắn lấy ra đệ nhất kiện bảo bối Hối Đoái Nguyên Tinh Thạch thời điểm, đệ nhị kiện bảo bối cũng bạo hiện ra. Mà này đệ nhị kiện bảo bối là đủ để khiến cho họa sát thân là trọng bảo. Nếu là loại thứ hai suy đoán thành lập, như vậy, với giết vừa mới người kia tu sĩ trẻ tuổi một đám người có hai loại khả năng thân phận. Loại thứ nhất thân phận, đám người kia cũng là dùng bảo bối Hối Đoái Nguyên Tinh Thạch dân cờ bạc. Thấy được người kia tu sĩ trẻ tuổi trên người còn có cái khác bảo bối, liền động sát nghiệp. Loại thứ hai thân phận, bọn họ là sòng bạc người, sòng bạc người đều là thần châu thương hội người. Chỗ này khổng lồ hạm đội chủ nhân, sòng bạc người gặp được đệ nhị kiện bảo bối, có lẽ là người tuổi trẻ kia không nguyện ý hối đoái, hoặc là bởi vì kia kiện bảo bối lôi kéo quá nhiều, không thể đi lọt gió âm thanh, cho nên người kia tu sĩ trẻ tuổi bị thống hạ sát thủ. Mỗi một trùng tình huống đều có khả năng tính, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là loại tình huống thứ hai, chỉ sợ gây bất lợi cho hắn hắn hướng phía bao xương từng cái góc hẻo lánh nhìn lại. Bởi vì hiện tại Lâm Phong lo lắng trong giạp nói không chừng đều có giám thị linh trận. Loại này giám thị linh trận có thể đem trong giạp phát sinh hết thảy sự tình lạc ấn hạ xuống, sau đó tại một khối rậm giạp lấy đại trận thủy tinh trên màn hình hiện ra rõ ràng. Cho nên, không thể không đề phòng phạm, quả nhiên có giám thị linh trận, Lâm Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Giám thị linh trận tại trong khắp ngõ ngách, mười phần ẩn nấp, nếu không tỉ mỉ tìm kiếm, rất khó tìm đến. Lớn như vậy thương hội, bình thường sẽ không làm loại chuyện này, cho nên vừa bắt đầu Lâm Phong cũng không có kiểm tra. Nhưng vừa mới một phen suy luận, nếu là loại thứ hai suy luận thành lập, như vậy cái này thương hội kỳ thật hành vi kỳ thật là 10 phần hèn hạ. Nếu như hèn hạ như vậy sự tình đều có thể làm xuất ra, cho nên tại trong giặc vụng trộm bố trí giam chuyện lớn trận, lại có cái gì kỳ quái. Thấy được chỗ này dám thị linh trận, Lâm Phong liền dần dần đã tin tưởng loại thứ hai phỏng đoán. Vây giết người kia tu sĩ trẻ tuổi người, là thần châu thương hội tu sĩ thời điểm này trong lòng của hắn vẻn vẹn cả kinh bởi vì lâm phong lo lắng sòng bạc bên ngoài là không phải là cũng cài đặt giam chuyện lớn trận nếu là cái địa phương kia cũng thiết chí có giám thị linh trận người kia tu sĩ trẻ tuổi đem chữ vật giới chỉ kín đáo đưa cho chính mình hình ảnh có phải hay không cũng bị lạc ấn hạ xuống rồi nếu chỉ có vậy như vậy phải nhanh lên rời đi bằng không mà nói tiếp tục dừng lại ở trên thuyền chỉ có một con đường chết hắn đứng dậy rời đi bao xương đi tới sòng bạc bên ngoài một khu vực như vậy kiểm tra rồi một lần, lúc này mới thở dài ra một hơi. Có lẽ là bởi vì nơi này người đến người đi, cho nên thần châu thương hội người có chỗ kiêng kỵ. Bởi vậy không có bố trí giám thị linh trận, điều này làm cho Lâm Phong thở dài ra một hơi. Những cái này thương hội cũng không phải vật gì tốt, cửu châu liên minh như thế, thần châu thương hội cũng như thế. Lâm Phong trong nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng, những cái này thế lực lớn, bản thân lãi nặng, vì lợi ích bọn họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho nên thần châu thương hội người nổi lên tham niệm giết chết người kia tu sĩ trẻ tuổi, Lâm Phong cũng không biết là có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn trở lại trong phòng của mình, sau đó bố trí một cái mê huyễn đại trận, đem thần châu thương hội bố trí tại trong giạc giám thị đại trận che lại. Đón lấy hắn lấy ra người kia tu sĩ trẻ tuổi kín đáo đưa cho hắn chữ vật giới chỉ. Này chiếc nhẫn chữ vật cũng không có có cái gì đặc biệt địa phương, chính là một cái bình thường chữ vật giới chỉ, thần niệm xâm nhập trong đó, phát hiện này chiếc nhẫn chữ vật diện tích cũng không lớn, chỉ có 10 mét vuông mét lớn nhỏ, dung nạp không có bao nhiêu đồ vật. Trong chữ vật giới chỉ để đó loạn thất bát tao một ít vụn vật đồ vật, trên cơ bản không có bao nhiêu giá trị, Lâm Phong mục quang bị một cái kim sắc hộp gấm hấp dẫn. Hắn đem kim sắc hộp gấm từ trong chữ vật giới chỉ lấy xuất ra. Trên hộp gấm có cấm chế, đem hộp gấm phong ấn lên. Loại này cấm chế vừa mới bố trí không có bao lâu. Lâm Phong lông mày không khỏi khẽ nhướng mày, hắn đem hộp gấm mở ra oa hoa hoa ngay sau đó như ếch xanh vừa giống như thiềm thừ đồng dạng tiếng kêu truyền ra bá trước mắt bạch quang lóe lên có cái gì nhảy ra ngoài kia bạch quang muốn lao ra bao xương lâm phong nhanh chóng đánh ra một đạo pháp lực cuốn lấy bay ra ngoài bạch quang lúc này hắn rốt cục thấy được đây là cái gì này dĩ nhiên là một cái bạch ngọc thiềm thừ này bạch ngọc thiềm thừ chừng mắt tròn vo con mắt nhìn nhìn lâm phong nó muốn giấy dụa khai mở lâm phong pháp lực trói buộc nhưng thử mấy lần đều đã thất bại. Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhanh lên nhỏ máu tế luyện, để cho Bạch Ngọc Thiềm Thư nhận chủ. Hắc hùng Ma Quân không khỏi hưng phấn nói. Lâm Phong không có lập tức nhỏ máu tế luyện Bạch Ngọc Thiềm Thư, bởi vì hắn thật sự là không biết này Bạch Ngọc Thiềm Thư đến cùng là vật gì. Hỏi hắn, này Bạch Ngọc Thiềm Thư có cái gì đặc biệt địa phương? Tảng đá hấp thu linh khí của thiên địa, nhật nguyệt chi tinh hoa, có thể lột xác thành thạch tộc mà thạch tộc thiên phú người hẳn là cũng hết sức rõ ràng, có thể nói dị thường khủng bố. Hắc hùng ma quân nói, Lâm Phong gật gật đầu, đích xác, thạch tộc thật sự là quá cường đại, tề thiên đại thánh, đấu chiến thánh viên, uy danh hiển hách thạch tộc A, đại tiểu thạch viên, đã từng nghịch loạn thiên địa tồn tại. Hắc hùng thánh quân tiếp tục nói, mà ngọc thạch, cũng có thể tiến hành lột xác, Người hẳn là nghe nói một câu, những lời này gọi là ngọc thạch thông linh, ý tứ chính là rất nhiều ngọc thạch, cũng có linh tính. Lâm Phong gật gật đầu, quả thật có Ngọc Thạch thông linh những lời này. Khi còn bé thấy được gia tộc một ít trưởng bối quanh năm đeo tại trên thân thể Ngọc Thạch đều là huyết hồng sắc. Nghe trưởng bối nói, Ngọc cần dùng thân thể đi ân cần săn sóc. Mà một ít cực phẩm Ngọc Thạch, thậm chí có thể hấp thu chủ nhân trong cơ thể một ít máu đen. Mà những cái kia biến thành huyết hồng sắc Ngọc Thạch, chính là hấp thu chủ nhân trong cơ thể máu đen. Hắc Hùng Thánh Quân nói tiếp, Ngọc, kỳ thực trên cũng là tảng đá biến thành được. Nếu là đem tảng đá ví von trưởng thành, như vậy phổ thông tảng đá tương đương với không có tu luyện người bình thường, một ít hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa năng lượng tảng đá chính là tu sĩ, mà Ngọc Thạch chính là có được đặc thù huyết mạch tu sĩ. Phen này giải thích dễ hiểu dễ hiểu, Lâm Phong rất dễ dàng liền lĩnh hội tới Hắc Hùng Thánh Quân muốn biểu đạt ý tứ. Hắc Hùng Thánh Quân tiếp tục nói, Bạch Ngọc Thiềm Thư chính là thông linh Bạch Ngọc lột xác mà thành, cũng thuộc về thạch tộc, nhưng so với phổ thông thạch tộc thiên phú cường đại hơn rất nhiều, Chương 1839, điều tra. Lâm Phong không nghĩ tới Bạch Ngọc Thiềm Thư vẫn còn có như vậy phi phạm lai lịch, trong nội tâm là cực kỳ chấn kinh. Nói như vậy, Bạch Ngọc Thiềm Thư tương lai phát triển cao độ, vượt xa phổ thông thạch tộc. Thế nhưng là, Lâm Phong cũng có nghi hoặc không hiểu địa phương. Tỷ như, nếu như Bạch Ngọc Thiềm Thư thiên phú như thế kinh người, vì sao trước mắt này Bạch Ngọc Thiềm Thư, tựa hồ cũng không có cái gì tu vi? Hắn liền lên tiếng hỏi, "Này Bạch Ngọc Thiềm Thư, vì sao như thế nhỏ yếu?" Hoác Hùng Thánh Quân nói, Bạch Ngọc Thiềm Thư có chút đặc biệt, hội đi qua 9 lần tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa, thực lực đều biết trên phạm vi lớn để thăng, mà trước mắt này Bạch Ngọc Thiềm Thư, rõ ràng còn chưa bắt đầu lần đầu tiên tiến hóa. Nguyên bản như thế, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức lại hỏi, Bạch Ngọc Thiềm Thư có năng lực gì? Hắc Hùng Thánh Quân nói, năm đó đi theo trọng lâu ma đế đại nhân thời điểm, ta đã từng thấy qua mặt khác một vị ma đế nuôi một cái Bạch Ngọc Thiềm Thư, kia một cái Bạch Ngọc Thiềm Thư, vừa mới hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Kia Bạch Ngọc Thiềm thừ có thể rõ ràng từng người kịch độc. Lâm Phong hơi hơi nhíu mày, nói, giải độc, năng lực này có chút gân gà a Không, năng lực này kỳ thật rất đáng sợ. Người bây giờ không có tiếp xúc những cái kia chân chính đáng sợ kịch độc, muốn biết rõ, một ít kịch độc, liền đại đế cũng có thể giết bằng thuốc độc. Ta nhớ được lúc trước gặp qua một loại gọi là bảy bước lấy mạng dịch kịch độc, nghe nói đại đế một khi bị loại này kịch độc đụng phải, bảy bước, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Người ngày sau có lẽ sẽ tiếp xúc đến một ít cấp cao nhất kịch độc, những thứ kịch độc kia, thường thường vô sắc vô vị, giết người ở vô hình, dị thường đáng sợ, một khi chúng độc, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có Bạch Ngọc Thiềm Thư liền không giống với lúc trước, Bạch Ngọc Thiềm Thư có thể hấp thu những thứ kịch độc kia, hơn nữa hấp thu kịch độc, Bạch Ngọc Thiềm Thư có thể tiếp tục tiến hóa. Ngoại trừ có thể hấp thu những cái này kịch độc ra, Bạch Ngọc Thiềm Thư còn có thể sớm phát hiện đủ loại kịch độc, nếu là có người hạ độc tính kế ngươi, một ít đỉnh cấp kịch độc, ngươi là rất khó phát hiện, thế nhưng Bạch Ngọc Thiềm thử lại có thể phát hiện những thứ kịch độc kia. Hắc Hùng Thánh Quân nói, Lâm Phong mười phần giật mình, không nghĩ tới Bạch Ngọc Thiềm Thừ lần đầu tiên tiến hóa năng lực liền cường đại như vậy, điều này làm cho hắn vui mừng không thôi. Hắn tiếp tục hỏi, này Bạch Ngọc Thiềm thử tiến hóa, hẳn là mười phần khó khăn a? Hắc Hùng Thánh Quân gật gật đầu, nói, xác thực rất khó khăn, bất quá vật nhỏ này có thể tự mình tu luyện, tu vi hội một mực đề thăng, bất quá có thể thường xuyên nuôi nấng nó đủ loại thiên tài địa bảo, như vậy nó phát triển tốc độ sẽ nhanh hơn, phía trước ba lần tiến hóa, hẳn là tương đối dễ dàng một chút, lần đầu tiên tiến hóa, đương nhiên là dễ dàng nhất, càng về sau tiến hóa, sẽ càng thêm khó khăn. Ngoại trừ cung cấp cho Bạch Ngọc Thiềm thứ các loại thiên tài địa bảo ra, còn có thể cung cấp đủ loại kịch độc, để cho Bạch Ngọc Thiềm thứ hấp thu những cái này kịch độc, tiến hóa tốc độ sẽ nhanh hơn, thiên tài địa bảo cũng so ra kém kịch độc đối với Bạch Ngọc Thiềm thứ tác dụng, chỉ bất quá, một ít cấp cao nhất kịch độc, tại trên thị trường là rất khó mua được, những thứ kịch độc kia, thường thường đều nắm giữ ở cấp cao nhất trong thế lực, sẽ không dễ dàng dẫn ra ngoài. Lâm Phong sờ lên cái cầm, nói, ngược lại là có thể đi những cái kia thương hội, đấu giá hội bên trong, có lẽ có thể dùng giá cao thu mua. Hắn bước ra một giọt máu tươi, nhỏ vào Bạch Ngọc trong miệng thiềm thư. Bạch Ngọc thiềm thư trực tiếp thôn vệ Lâm Phong máu tươi. Trong nháy mắt, Lâm Phong liền cảm giác được hắn cùng với Bạch Ngọc Thiềm thử trong đó sinh ra một loại mười phần chặt chẽ liên hệ. Hoa hoa hoa, Bạch Ngọc Thiềm thử trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào tay của Lâm Phong lòng bàn tay, truyền đi ra cùng Lâm Phong mười phần thân cận tâm tình ba động. Hắc Hùng Ma Quân nói, Bạch Ngọc Thiềm thử càng về sau hội càng thêm cường đại. Về phần đằng sau hội thức tỉnh cái gì cường đại năng lực, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Phong gật gật đầu, hắn đem Bạch Ngọc Thiềm thử đưa vào sơn hà giới chỉ bên trong. Những năm nay Lâm Phong chém giết không ít cường địch, cũng có không ít tà ma cao thủ. Lấy được những người kia chữ vật giới chỉ về sau, cũng phát hiện không ít kịch độc. Hiện giờ Lâm Phong đem những cái này kịch độc toàn bộ lấy ra, nuôi nấng bạch ngọc thiềm thư. Hắn đem vật kịch độc đặt ở một cái hơn 20 mét vuông xứ trong máng. Đối với bạch ngọc thiềm thư mà nói, kịch độc chính là nó đồ ăn, cho nên nghe thấy được kịch độc mùi về sau. Bạch ngọc thiềm thư hiển lộ vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhảy tới trang bị các loại kịch độc xứ trong máng, bắt đầu hấp thu những thứ kịch độc kia nhiều như vậy kịch độc, lại bị Bạch Ngọc Thiềm thử lấy thân thể có thể thấy tốc độ thôn phệ. Để cho Lâm Phong vô cùng kinh ngạc, Bạch Ngọc Thiềm thử thôn phệ kịch độc tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Phong thu hồi thần niệm, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn bế quan không ra. Đại khái đi qua 7-8 ngày thời gian, Lâm Phong phát hiện có người ở đối với từng cái bao xương tiến hành đột kích kiểm tra. Những ngữ người này thần châu thương hội người, hành vi của bọn hắn đưa tới rất nhiều người bất mãn nhưng thần châu thương hội nói có người đánh lén giết chết thần châu thương hội một vị cao tầng. Thần châu thương hội tu sĩ tại truy đuổi người kia thích khách thời điểm. Người kia thích khách bỗng nhiên quỷ dị biến mất, thần châu thương hội hoài nghi kia cái thích khách có đồng lõa. Là người kia lúc này đồng lõa, đem người kia thích khách cho giấu đi. Thần châu thương hội người muốn điều tra thích khách, hành khách cũng rất bất đắc dĩ, liền đành phải mở ra bao xương để cho thần châu thương hội người kiểm tra một phen. Hắc hùng ma quân nói, những người này rõ ràng cho thấy đang tìm lấy được người kia tu sĩ trẻ tuổi giới chỉ người. Lâm Phong gật gật đầu, những người này kỳ thật chính là đang tìm hắn, nghĩ đến sòng bạc xung quanh cũng không có dám thị linh trận, Lâm Phong hơi hơi yên tâm lại. Không có bao lâu, có người liền gõ Lâm Phong cửa phòng. Hắn đem cửa phòng mở ra, đứng ở phía ngoài hơn 10 người thần châu thương hội tu sĩ. Cầm đầu người kia tu sĩ tu vi hết sức mạnh mẽ, Lâm Phong cảm giác người này tu vi một chân sợ là đã bước chân vào thiên thần cảnh giới tám ngày trước người đều đi chỗ nào thấy người nào nói chuyện với nhau một ít gì nội dung người này tu sĩ híp mắt nhìn về phía lâm phong đi đổ phường sòng bài đợi trong chốc lát ra sau đó trở lại chỗ ở của mình về sau liền một mực không có ra ngoài lâm phong nói người còn không có nói người cùng người nào từng có tiếp xúc nói chuyện với nhau một ít gì nội dung người này lạnh lùng nói lâm phong thản nhiên nói ta cũng không có gặp người nào cũng không có nói chuyện với nhau cái gì nội dung người này tu sĩ cười lạnh nói người tốt nhất nói thật bằng không mà nói đừng trách chúng ta thần châu thương hội đối với ngươi không khách khí đối với ta không khách khí thật sự là buồn cười ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi như thế nào đối với ta không khách khí cái này chính là các người thần châu thương hội kinh doanh biết được lâm phong cười lạnh nói tiểu tử ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám nghi vấn ta thần châu thương hội người này tu sĩ thần sắc hờ hững nhìn về phía lâm phong trong con ngươi lộ ra một tia sát ý Hồng Đang, ngươi xin bất giận, vị tiểu huynh đệ này tuổi trẻ khí thịnh, ngươi không cần thiết cùng hắn so đo những cái này. Một cô gái đi tới, lên tiếng, cô gái này nhìn nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy thùy mị, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, một đôi câu người mắt phượng phảng phất có hai uông xuân thủy đồng dạng, mị nhãn như tơ. Trên người nàng có một loại thành thục quyến rũ khí chất, tuyệt đối được xưng tụng khó gặp cực phẩm mỹ phụ.